Chương 11 Lan Khả Nhi rất là hoạt bát, rất giống Triệu Tiểu Lị, nhưng Triệu Tiểu Lị là phi thường rất dính người, còn Lan Khả Nhi phi thường thích tán dốc, một đường đi, đề tài không ngừng, một chút cũng không lo lắng nhàm chán, cố vi chỉ gật đầu hoặc là nói một vài từ đơn giản, cô ấy cũng có thể vui sướng mà nói chuyện liên mồm. Đến cả Diệp Huệ ở một bên cũng thấy kỳ lạ, nghĩ thầm nếu hai người có thể học cùng một lớp thì tốt, như vậy bà sẽ không cần lo lắng cố vi không có bạn kỳ thật việc dịp huệ để ý hoàn toàn là dư thừa người ta vốn dĩ là vì con gái bà mà tới hai người lần lượt báo danh lan khả nhi phát hiện chính mình cùng cố vi đều ở lớp 1, vui sướng đến không nói được nói thẳng muốn cố vi về sau chiếu cố cô thật là quá tốt rồi chúng ta thực sự có duyên dịp huệ cũng rất là cao hứng đối với bà có thể kết giao với một người bạn hoặc bác như vậy đối với tính cách của cố vi thực sự sẽ giúp đỡ rất nhiều cố vi đối với tư sùng chí ít khi nói cười rất là tò mò rõ ràng anh không phải là người nơi này mà lại cùng giáo viên ở đây quen biết vừa rồi lúc tư sùng chí giúp các cô báo danh lúc đó cô đang đứng dưới bóng cây cách xa nơi đó nhưng vẫn có thể nhìn thấy một giáo viên trung niêm tươi cười chào đón tư sùng chí còn mời anh vào trong phòng thủ tục làm cũng rất nhanh không cần phải xếp hàng cố vi nhìn thấy hết tất cả không khỏi nghi ngờ thân phận của người đàn ông này bất quá đối với cố vi mà nói cùng với anh em lan khả nhi nhiều lắm chỉ là mấy câu nói với người xa lạ đương nhiên cô sẽ không mở miệng dò hỏi lung tung báo danh xong đoàn người dời bước đến ký túc xá đối với phòng đơn ký túc xá trong truyền thuyết cố vi vẫn khá là tò mò đến nhà mới leo lên cầu thang bước chân cũng không nhịn được nhẹ nhàng đi một ít dịp huệ đối với ký túc xá mới khen không dứt miệng nói thẳng ra chỗ này làm gì giống nơi tới để học rõ ràng là tới để hướng phúc Tư tổng đang khiêng hành lý, nghe dịp huệ khen ngợi, trong lòng vô cùng đắc ý, lại tiếc núi nghĩ điều hòa cũng không cho lắp, hưởng phúc chỗ nào chứ? Vừa đi vào ký túc xá, cố viên ngay từ ánh mắt đầu tiên đã thích nơi này, tường đều là màu tím nhạt, ngay cả giường cũng thế, còn có bức màn, trên mặt đất còn lát gạch men sứ, đây thật sự là ký túc xá học sinh sao? Không phải cô đi nhầm đó chứ? Ai da, thật là một căn phòng xinh đẹp, ai 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 tiểu vi nơi này thật tốt diệp tuệ nhìn xung quanh càng nhìn càng thấy vừa lòng tư sùng chí mang hành lý cho các cô đến phòng ký túc xá ở phía sau nói tạm biệt các cô hiện tại anh không danh không phận không có lý do để ở bên cạnh cố vi quá lâu chờ một chút cố vi kêu tư sùng chí đang muốn xoay người rời đi tư sùng chí bị cố vi gọi khiến tim anh nhảy lên đây là lần đầu tiên vợ của anh chủ động tìm anh nói chuyện anh xúc động đến hai chân như nhũng ra. Nhưng mặc kệ trong lòng như thế nào, thì anh vẫn là một thanh niên 28 tuổi đầy hứa hẹn, thái độ, biểu hiện bên ngoài vẫn là bình tĩnh, có việc gì sao? Cố vi hơi lý nhí, từ trong túi lấy ra một khăn tay nói, anh, mồ hôi ướt hết rồi, lau đi. Cảm ơn anh đã giúp tôi mang hành lý. Tư sùng chí nhìn bàn tay nhỏ cầm khăn tay màu tím của cô, trong nháy mắt có chút thất thần, theo bản năng mà đưa tay ra nhận, trong nháy mắt ngón tay lơ đãng chạm vào tay cô hai người đều sửng sốt giống như bị điện giật nhanh chóng rút tay về sự tiếp xúc này làm hai người đều mất bình tĩnh cố vi theo bản năng cảm thấy thẹn thùng cô lớn như vậy nhưng vẫn là lần đầu chạm vào tay đàn ông cái này làm cho người thiếu nữ đẹp như hoa của chúng ta có chút thẹn thùng đó mà tư sùng chí toàn thân giống như bị điện giật nhẹ nhàng chạm vào thế nhưng cả người như tê như dại trong thâm tâm xúc động kêu gào nói chạy đến. Ông lấy vợ của mình đi. Nhưng vẫn là lý trí khống chế, nếu không thì. Tư sùng chí nhận lấy khăn tay, sau khi nói cảm ơn với cô, thì xoay người đi. Cất khăn tay vào trong túi, anh tự dễu, đây là đồ vật đầu tiên vợ đưa mình mà, sao có thể dùng để lau mồ hôi được. Đương nhiên là khi về nhà, tìm một chỗ thật trang trọng cất đi mới được. Cố vi không biết nói gì nhìn tư sùng chí cô đương nhiên nhìn chiếc khăn tay đưa anh lau mồ hôi sao anh lại cất vào túi thật là chưa lâu đã cất đi đúng là quái dị tiểu vi con xem ở đây còn có ban công dịp huệ cẩn thận quan sát ký túc xá nhìn thấy ban công đằng sau rất vui gọi cố vi đến xem cố vi không nghĩ tới cảm giác quái dị đó nữa xoay người đến chỗ dịp tuệ khi ở dưới tầng cố vi liếc mắt một cái liền nhìn thấy ban công đó thật không ngờ đó chính là ban công phòng mình cố vi vì vậy mà rất vui đứng ở ban công nhìn ra vẫn là không khí trong lành cảm giác thoải mái cô nghĩ tới sáng sớm ngồi ghế ngoài ban công đọc sách thật không biết như thế nào a à. trong khi hai mẹ con cố vi đang sửa soạn lại đồ đạc thì lan khả nhi đang buồn chán đến muốn chết bởi vì quan hệ cô cũng được ở một gian phòng đơn nhưng cấp bậc lại thấp hơn cố vi rất nhiều nếu sau này cố vi cẩn thận hỏi thăm chắc chắn sẽ phát hiện chỉ mình cô đãi ngộ không giống mọi người nhưng với tính tình của cô sẽ không đi hỏi làm gì chúng ta đi thôi tư sùng chí bởi vì nhận được tình yêu từ vợ mình chiếc khăn tay nên tâm trạng rất tốt nhìn đến cô em của mình cũng vui hơn vài phần đưa em đi ăn thịt ngỗng lan khả nhi từ nhỏ sống ở giới của những người tinh ý sớm đã biết nhìn mặt người khác mà đoán tâm trạng vội vàng nhân cơ hội yêu cầu anh xem em ở gần nhất sẽ rất tốt cho anh anh cho em chút tiền sửa sang lại phòng ở được không phải thoải mái mới được nha. Tư sùng chí nhướng mày, em muốn sửa lại như thế nào? Đơn giản thì rất tốt, sơn lại tường, làm lại nền nhà, thêm cái điều hòa. Em yêu cầu không có cao. Lan Khả Nhi cười hì hì nói yêu cầu của mình. Nào biết được, yêu cầu của cô thiếu chút nữa làm tư sùng chí tức chết. Điều hòa, đừng nghĩ ở đây cho lắp, nếu không anh đã sớm lắp cho vợ của mình rồi, đâu đến lượt cô em này. Ai? ở đây nóng hơn chỗ chúng ta rất nhiều, không có điều hòa sống qua mùa hè này sao được. Lan Khả Nhi thiếu chút nữa khóc không ra nước mắt. Chịu đi, Tư Sùng Chí tàn nhẫn nói, sau đó còn nói thêm, nếu em không thích, lúc nào cũng có thể trở về. Lan Khả Nhi lập tức nhảy dựng lên, đừng mà, em thật vậy vả mới có thể đậu vào đây, anh nhìn đi, em khẳng định có thể giúp anh có được chị dâu. Tư Sùng Chí không cười nữa, nhào mắt lại nhìn cô, một hành động này làm cho cô cảm thấy lạnh lẽo, không có em, kết quả vẫn sẽ như vậy, chỉ là mất thêm chút thời gian mà thôi. Em tốt nhất nên nhớ, chị dâu không thể tùy tiện gọi, cô ấy còn chưa có đồng ý đâu. Em biết. Lan Khả Nhi tuy nhỏ tuổi nhưng từ nhỏ sống trong hoàn cảnh phức tạp, khiến cho cô so với mọi người trưởng thành hơn rất nhiều. Cô tuy gọi Tư Sùng Chí là anh họ, nhưng hai người cũng chẳng có mấy huyết thống. Cô cũng không phải tiểu thư từ nhỏ sống trong nhung lụa. Bố cô ở công ty chức vụ cũng không có cao lắm, quyền lợi cũng không lớn, lúc này có cơ hội biểu hiện trước mặt Tư Sùng Chí, cô không chút do dự đồng ý, chỉ cần vừa mắt Tư Sùng Chí, về sau bố cô ở công ty sẽ có càng nhiều cơ hội thăng tiến, cho nên bất kể như thế nào cũng phải làm tốt việc Tư Sùng Chí giao cho. Kỳ thật Tư Sùng Chí cũng không có trông đợi vào Lan Khả Nhi là mấy, chỉ cần vừa mắt anh, an phận bên cạnh Cố Vi là được. Anh nhớ rất rõ mối tình đầu của cố vi chính là bạn cùng học 3 năm cao trung nhưng cụ thể là ai thì anh cũng không có tìm hiểu bởi vì cố vi không muốn bị tìm hiểu quá khứ của mình đương nhiên kiếp này bạn ngồi cùng bàn cố vi không thể nào là nam được mà tư sùng chí sắp xếp là lan khả nhi cũng loại đi có người đàn ông nào tiếp cận cố vi tư sùng chí đưa khả nhi đi ăn trưa tiện thể mua hai hộp cơm nói khả nhi mang đến cho cố vi khả nhi có thể mời cố vi ăn không phải xem bản lĩnh của cô đưa hành lý của khả nhi về ký túc xá tư sùng chí cũng không có ở lại lâu mà bay luôn về bắc kinh kỳ đông trong điện thoại nói cho anh biết mẹ anh đang tìm kiếm đối tượng cho anh chuẩn bị nhìn trúng lại dẫn tới cho anh xem phong cách làm việc như vậy chỉ có mẹ thôi bà ấy quản lý tư gia nhiều năm quyền lực cả đời cho dù hiện tại ít xuất hiện nhưng ảnh hưởng của bà thì vẫn vậy trong tập đoàn có rất nhiều cấp dưới của bà chỉ cần bà nói một câu thì đây cũng là điều làm tư sùng chí rất đau đầu. Kiếp trước, bởi vì anh có người mẹ lợi hại như vậy, mọi việc đều chuẩn bị cho anh, cũng không cần anh nhọc lòng lo lắng, dần dà dạ anh mới ăn chơi, làm việc không đàng hoàng, ăn chơi trác tán. Sau đó bởi vì yêu cố vi, bên cô lâu dần lúc này mới thu hồi tâm tư, chuyên tâm kinh doanh làm ăn, nhưng ngay từ đầu mọi chuyện cũng không có thuận lợi. Bởi vì mẹ anh không thích cố vi nên gây rất nhiều áp lực. Bà ấy là người rất lợi hại, mà con trai bà sinh ra cũng không kém, hai mẹ con từng ám đấu một thời gian, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Bà không thu con trai mình, mà bởi vì một người phụ nữ. Thời gian trôi qua, từng sự việc xảy ra, anh sẽ tự nắm lấy vận mệnh của mình. Mà có kinh nghiệm kiếp trước, các thủ đoạn của mẹ mình đã không còn uy hiếp được anh. Kiếp này, anh nhất định phải cho mọi người nhìn anh với ánh mắt kính trọng. Chương 12 trong khoảng thời gian ngắn thường xuyên di chuyển nên khá là mệt dù là tính làm bằng sắt thì cũng cảm thấy mệt tư sùng chí xuống máy bay ngồi xe được kỳ đông đón sẵn vừa lên xe đã nhắm mắt nghỉ ngơi kỳ đông liếc nhìn gương chiếu hậu cười nói tư tổng không nghỉ ngơi trên máy bay sao tư sùng chí nhíu mày đưa tay phải xoa huyệt thái dương không vui nói có một đứa bé làm phiền kỳ đông nhướng mày nói sang chuyện khác đến công ty hay về nhà trước ạ à. Nghĩ đến việc khi về nhà lại phải cùng với mẹ mình liều mạng tranh cãi, Tư Sùng Chí lại xoa xoa thái dương, đến công ty trước đi. Anh đã sớm dọn ra khỏi nhà, ngoài trừ chủ nhật có về nhà thì ngày thường rất hiếm khi về nhà. Bố anh thì không quan tâm chuyện gì, mẹ thì lại quá cường thế, ngoại trừ có danh một gia đình danh tiếng, thế nhưng căn bản không có tình thương gia đình. Tư Sùng Chí dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, phát hiện đó là thói quen khi ở Bắc Kinh, không thể thả lỏng tinh thần việc của công ty mẹ không có việc nào mà anh không lo ngược lại đi xa ngàn dặm đến một trấn nhỏ mỗi một chuyến đi lại làm anh thả lỏng tất cả không phải lo nghĩ gì chủ yếu là nơi đó có người mà anh thương yêu nhất cảm giác như vậy tư sùng chí cũng không cảm thấy lạ bởi vì lòng hướng về đâu nơi đó chính là nhà cũng chỉ có ở nhà của mình ở bên người mình thương yêu nhất mới có thể hưởng thụ sự thư sướng nhẹ nhàng thì thật tâm lý của anh rất giống với những ông lão 60 tuổi, càng lớn tuổi, thấy nhiều chuyện nên cũng cảm thấy lãnh đạm hơn. Anh cũng đã từng nghĩ từ bỏ sự nghiệp, đem tiền gửi ngân hàng, đến nơi cố vi sống, tìm một căn phòng, sau đó chờ cô tốt nghiệp, hai người sống một cuộc sống gia đình bình thường. Nghĩ tới đó, anh không nhịn được mà cười. Nhưng anh cũng biết, với tính cách của cố vi, cô chắc chắn sẽ không chịu, không chịu ở cái thị trấn nhỏ ngốc nghếch này cả đời người anh yêu còn rất trẻ, cần rất nhiều thời gian trưởng thành, anh cũng không thể quá hoang phí thời gian, anh muốn tạo cho cô một mảng trời, để cô tự do bay lượn, muốn trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho cô, để cô không phải lo lắng gì mà thực hiện ước muốn của mình. Vậy cho nên, vẫn phải đi làm thôi, đối mặt với những gì cần phải đối mặt, từ từ đi lên. Dù sao anh cũng còn nhiều thời gian, 28 tuổi, đối với người khác, đó là tuổi lập gia đình, chăm lo sự nghiệp, nhưng đối với suy nghĩ của một người 60 tuổi như anh thì thực sự còn quá trẻ. Vóc dáng, dáng người của người anh yêu khi còn trẻ tạo cho anh một cảm giác mãnh liệt nhiệt huyết sôi trào. Anh cũng thường xuyên cảm nhận được cảm giác xúc động đó, đây là khi còn trẻ, không phải sự thành thạo, trưởng thành như trước kia, cảm giác không cần quá tốt. Nhắm mắt một hồi, không thể ngủ được, anh quyết định cùng Kỳ Đông bàn chuyện công ty, chuyện hợp tác cùng công ty bên Mỹ tiến triển thế nào rồi giá cả không thể thống nhất bọn họ đòi giá quá cao thật là thiển cận tư sùng chí không hài lòng với nhân viên của mình bọn họ đòi tiền thì thêm tiền vào có kỹ thuật còn sợ không kiếm lại được tiền sao thời đại điện tử khoa học kỹ thuật khi vừa bắt đầu máy tính internet ở trong nước cũng chưa phát triển thế nhưng đã trải qua một kiếp nên tư sùng chí biết ngành này để rất nhanh chóng phát triển anh tự nhiên muốn trở thành người đầu tiên trong ngành này anh không những biết trước tương lai còn có tài chính hùng hậu có những điều kiện như vậy sợ gì không thành công nhưng nhân viên của anh lại anh tất nhiên phải giáo huấn tôi biết suy nghĩ của ngài thế nhưng hôm qua tại hội đồng quản trị có mấy người ra mặt can thiệp đàm phán lần này bọn họ cảm thấy lần làm ăn này không có lời lại đưa lão chủ tịch ra nếu chúng ta tự ý hành động sẽ đưa cho lão chủ tịch xử lý buồn cười chẳng lẽ bọn họ vẫn nghĩ công ty này vẫn là do lão chủ tịch quyết định. Tư sùng chí tiếp quản tập đoàn hơn 2 năm, tuy rằng có được nhiều thành tựu, nhưng vẫn có một ít nhân viên cũ, cả ngày làm theo ý của mẹ anh. Làm cho con trai như anh không thể tìm ra điểm gì tốt ở mẹ mình, không hiểu sao những người đó lại cố chấp như vậy. Anh cũng không vội mà xử lý những người này, vẫn theo quyết sách mà làm, bọn họ báo cáo lên mẹ anh thì anh cũng kệ dù có bị nói thì anh cũng không thay đổi mẹ anh lợi hại nhưng có thể lợi hại bằng người biết trước tương lai như anh sao bà nhìn xa trông rộng hiểu thấu cuộc đời nhưng anh lại biết trước mọi việc ai thắng ai thua đã rõ nhưng chỉ anh biết điều này những người khác lại không biết cái này làm cho anh hứng thú với việc đánh thẳng vào mặt người khác để chứng minh cho họ thấy nhìn cái đám đó nhảy nhót lung tung phản đối quyết định của anh sau đó lại bởi vì anh thành công mà Á Khẩu không biết nói gì. Vả mặt công khai như vậy đã trở thành hình thức giải trí của anh rồi. Biết làm sao, không thể ở bên cạnh người mình yêu, cũng chỉ có thể giải trí bằng cách đó, bằng không sống qua ngày thật quá gian nan đi. Về công ty sau đó mở hội nghị cấp cao. Tư Sùng Chí thất thần mà nói với Kỳ Đông, sau đó còn nói thêm, từ sau tôi sẽ đến thị trấn C nhiều hơn, cậu đi thu xếp người dọn lại biệt thự đó đi lúc xây ký túc xá, Tư Sùng Chí cũng mua một miếng đất ở cạnh đó, xây một biệt thự, chỉ là sau khi xây xong vẫn luôn để không. Hiện giờ Cố Vi tới đó học, anh lúc này mới nhớ tới căn nhà này. Tôi đã biết, vậy sửa chữa sao? Ông chủ nói một câu, công nhân chạy gãy chân, kỳ đồng đã quen với việc này. Sửa sang lại phía trước là được, chuẩn bị mấy gian phòng. Trong khi hai người còn đang nói chuyện, xe đã tới công ty tư sùng chí về đến công ty chuyện thứ nhất đó là mở hội nghị cấp cao của ban quản trị anh thật muốn xem mấy lão già đó muốn làm chuyện gì là một người lãnh đạo thế hệ mới của công ty trừ bỏ một số người bảo thủ ở tập đoàn tư sùng chí được rất nhiều người ủng hộ chủ yếu là anh đủ soái ca trẻ tuổi có tiền được rất nhiều chị em ngày đêm mong nhớ tuy rằng rất nhiều nữ công nhân mong nhớ thế nhưng anh không thấy ai vừa mắt làm theo ý mình không coi ai ra gì dường như trở thành biệt danh của tư sùng chí nhưng càng như thế lại càng có nhiều người có ý xấu đối với anh tư sùng chí có chút bất sắc dĩ điểm tốt của anh các cô gái đó để ở đâu vậy kiếp trước có lẽ anh còn để ý đôi chút nhưng kiếp này anh chỉ có thể thuộc về vợ của anh thôi đối với những cô gái khác anh không bao giờ có ý nghĩ đáng tiếc anh thủ thân như ngọc vợ của anh cũng có biết đâu tư tổng tư tổng một đường đi đến phòng họp mọi người đều cúi chào anh tư sùng chí chỉ xua tay bảo mọi người không cần để ý rồi đi đến phòng họp đến bàn chính giữa cũng không ngồi xuống luôn mà đứng thẳng nhìn qua mọi người một lượt tay đút túi quần nói về hợp đồng với công ty bên mỹ nghe nói có người không đồng ý nói lại lần nữa tôi nghe một chút đi giọng nói rất đều không gợn sống làm người ta cảm giác vô cùng yên lặng nhưng đây là yên lặng trước cơn bão khí thế của anh vô hình nhưng lại rất mạnh làm những người đang ngồi có chút kinh hoàng lúc tư sùng chí không có mặt thì kiếm cớ gây sự lúc này thì sợ tới mức không dám nói gì thấy không ai nói gì tư sùng chí hừ lạnh một tiếng trực tiếp gọi tên nói lão tần ông nói tình hình lúc đó đi lão tần mà người đầu tiên phản đối cho dù anh ra quyết định gì lão là người đầu tiên phản đối cũng coi như là một lão già tương đối có cá tính hội nghị kéo dài đến lúc chạng vạn đi ra khỏi phòng họp nhiều người cảm thấy rất đói nhưng vừa rồi ở trong phòng họp dưới áp lực của tư sùng chí mọi người đều quên mất điều đó không ai cảm thấy đói bụng tư sùng chí vốn định sau khi rời công ty sẽ về chỗ mình ở nhưng trước khi đi lại nhận được điện thoại từ mẹ mình khiến cho anh phải về mà một chuyến bởi vì lúc trước kỳ đông đã nói qua với anh tư sùng chí cũng có thể đoán ra bà gọi điện thoại cho anh vì chuyện gì tư sùng chí cũng không nhớ nổi vị hôn thê trước đó của mình như thế nào nhưng xem chừng vẫn phải đến đó một chuyến xem hai người bày trò gì bắc kinh hiện giờ vẫn chưa bị kẹt xe đi lại thật là thoải mái rất nhanh anh đã tới nơi vừa đi vào cửa đã nghe thấy những tiếng cười nghe được âm thanh đó xem ra mẹ anh tìm cho anh không ít người quả nhiên sau khi hắn đi vào nhìn một phòng oanh oanh yến yến anh cũng bị dọa sợ mẹ anh muốn làm gì đây tuyển phi tử cho anh chắc. Chân tư sùng chí vừa bước vào, ánh mắt mấy người đẹp liền nhìn anh. Nếu chỉ vậy thì không sao, đây còn nhìn anh chằm chằm Anh cảm giác như mình sắp bị bán đi. Nhìn thấy mẹ đứng sau đó, tư sùng chí hỏi, mẹ đang làm gì vậy? Một người khoảng hơn 50 tuổi, bà liếc nhìn tư sùng chí, không có gì, chỉ là một vài người quen, nếu con rảnh có thể tiếp khách một chút. Tổ chức bữa tiệc cho anh chọn vợ ngoài trường mẹ anh ra chắc không còn ai. Chương 13 Cái gì? Nếu con rảnh. Rõ ràng là kêu người ta tới nha. Tư sùng chí âm thầm than một tiếng, thật là khó chịu, anh đến ghế sofa, ngồi xuống vắt chéo chân nhìn rất là cà lơ phất phơ, bá khí mười phần mà nói, nhiều cô như vậy, con chỉ tiếp được một người, như vậy hay con gọi mấy người bạn đến để bọn họ hỗ trợ tiếp khách, bọn con quan hệ rất tốt, không có vấn đề gì đâu mấy cô gái bị bộ dáng của anh mê hoặc bỗng chốc như bị hất một bát nước lạnh không thể tin được trố mắt lên nhìn anh mẹ anh cũng bị chọc tức không nhẹ con của bà nên bà rất hiểu anh nói vậy rõ ràng là chọc giận bà tự hủy đi hình tượng của mình như vậy có thể thấy được anh khó chịu như thế nào sùng chí nói đùa cũng phải có mức độ mẹ anh ho nhẹ một tiếng nghiêm túc nhìn anh tư sùng chí cười lạnh một tiếng nói con không có nói đùa con nói thật nếu không tin con có thể gọi điện cho bọn họ tới. Nói xong, anh đứng dậy cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi. Đủ rồi, mẹ anh quát, ánh mắt sắc bén nhìn tư sùng chí, hỏi, ai cho con lá gan đó, làm những việc bát nháo như vậy? Tư sùng chí khóe miệng gợi lên khinh thường, buông điện thoại xuống, xoay người đi thẳng đến chỗ mẹ mình, từng câu từng chữ nói, mẹ à, con 28 tuổi, không phải 8 tuổi, cũng không phải 18 tuổi, con biết mẹ thích khống chế người khác nhưng trong nhà có bố là đủ rồi mẹ đừng nghĩ có thể chi phối cả cuộc đời vốn bởi vì con không sợ mẹ nói xong lời này cũng không để ý tới mẹ anh đang phát run vì tức giận đứng thẳng dậy tay đút túi quần rất có khí phách mà nói mấy người ở lại chơi với mẹ tôi đi tôi không tiếp được rất xin lỗi đi qua một cô gái nào đó anh đứng lại nhẹ giọng nói màu tím nhạt rất đẹp cô rất có mắt nhìn ở trong lòng anh cô gái thích hợp với màu tím nhất lúc này lại đang ở xa tận chân trời đến đình viện rời đi chốn tràn ngập mùi nước hoa tư sùng chí không khỏi hít một hơi thật sâu lấy từ trong túi chiếc khăn tay màu tím nhạt ra đưa lên mũi nhẹ nhàng ngửi đó là một mùi hương xà phòng nhàn nhạt cùng ánh mặt trời trộn lẫn rất dễ ngửi dịp huệ và cố vi đều là những người có khả năng chỉ mất một buổi chiều đã sửa sang lại ký túc xá của cố vi Diệp Huệ còn đang nghĩ giúp Lan Khả Nhi sửa sang lại để cảm ơn cô đã mang cơm trưa đến. Thế nhưng lại bị Lan Khả Nhi từ chối, nói cô cũng đã chuẩn bị xong. Tiễn Diệp Huệ trở về, cố vi một mình ở trong ký túc xá phát ngốc, cô rất thích nơi này, thậm chí còn có chỗ không tin, sợ sau khi mở mắt ra, mọi thứ biến mất, chỉ là giấc mơ mà thôi. Tường màu tím nhạt, giường màu tím nhạt, những tấm rèm cũng màu tím nhạt, tất cả đều dựa theo sở thích của cô, Cô cũng không tin trường trang trí ký túc xá theo sở thích của học sinh, cô nguyện ý cho rằng tất cả chỉ là trùng hợp, thật là yêu muốn chết đi được. Trùng hợp. Sau đó cô đi đến ban công, đây là cái thứ hai cô thích nhất, ban công hình nửa vòng tròn rất đẹp, phong cảnh lại rất tốt, có thể bất tri bất giác mà đứng ngay người ở đó. Cao Triết đứng ở dưới một gốc cây, ngẩng đầu lên nhìn, từ góc độ này của hắn, có thể thấy được bóng dáng của Cố Vi trên ban công tầng 3 người đang sững sờ mà nhìn về một nơi xa xăm nào đó mà cao triết nhìn cô cũng sững sờ đột nhiên nhớ tới một câu trong biện chi lâm người đứng trên cầu ngắm phong cảnh kẻ đứng trên cầu ngắm người mà tâm tình khúc này của hắn đúng là em đứng trên cầu ngắm cảnh tôi đứng trên cầu ngắm em cô chính là người đó trong lòng hắn ba năm trao đổi thư từ tuy rằng không có gì lãng mạn lại chưa bao giờ đề cập đến chuyện tình cảm chỉ nói về vấn đề học tập tiểu thuyết quan niệm nhân sinh, ý tưởng. Bọn họ nói quá nhiều để tài, rất ăn ý, thử hỏi có bao nhiêu người yêu nhau có thể làm được như bọn họ. Không gặp ba năm nhưng cũng không hề chán. Cao Triết nhìn bóng hình xinh đẹp đứng trên ban công, cảm nhận được một chút trung động trong lòng, kỳ thật hắn không giống đã nói trong thư, không biết gì về Cố Vi, hoàn toàn ngược lại. Sau khi viết thư với Cố Vi hai học kỳ, qua bạn bè mà hỏi tên cô, sau đó chạy tới nhìn trộm cô thật xinh thật đẹp là ấn tượng ban đầu của hắn đối với cố vi giống như một cô tiên giữa trần gian thanh nhã thoát tục cao quý đạm nhiên khi ở cùng với bạn học giống như loại hạt trong bầy gà từ đó mỗi lần hắn viết thư cho cô đều rất cẩn thận luôn luôn kiểm tra lại mà thư cô gửi mặc kệ đọc bao nhiêu lần cũng không thấy chán rất nhiều lần không ngủ được chỉ cần đặt thư cô gửi dưới đầu là có thể ngủ ngon trong lòng hắn hiểu rõ hắn đã yêu cô say đắm từ trong những câu chữ của cô hắn có thể biết được cô là một người có những ý tưởng phi thường cũng không cần hỏi thăm hắn cũng biết cô là một người có thành tích học tập rất tốt cho nên từ đó hắn càng nỗ lực học tập chỉ là vì có thể bày ra mặt tốt nhất của mình trước mặt cô cố vi hai chữ này hắn hằng nhớ trong lòng nhiều năm hắn thực sự mong chờ mong chờ một ngày hắn có thể tự trong miệng mình nói ra nhẹ nhàng ôn nhu nói ra hai chữ này cố vi chúng ta cùng tới nhà ăn lan khả nhi nhảy nhóc mà chạy vào nhìn thấy cô đang đứng trên ban công cũng đi đến đó oa wow, phong cảnh ban công của cậu rất đẹp nga của mình không có ngọn núi này thật đẹp hôm nào đó chúng ta cùng đi leo núi đi cố vi cũng vừa nghĩ tới đi leo núi nghe khả nhi nói thế liền gật đầu đồng ý lan khả nhi cười hì hì rất vui trong lòng nghĩ đến lúc đó phải gọi anh cô mới được không giống cố vi chăm chú ngắm cảnh lan khả nhi lại nhìn sang phía tây cậu xem, dưới tán cây bên kia, có một cậu bạn rất đẹp trai. Cố vi theo ánh mắt của Lan Khả Nhi nhìn lại, cao triết. Hắn cũng là học sinh năm nhất, cố vi thuận miệng nói. Nhớ lại hôm đó hắn giúp cô sửa xe đạp, không nhìn được khóe miệng gợi lên cười. Hắn hôm nay mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, nhìn thật là đẹp trai, giống như mỗi lần nhìn hắn đều cho người ta cảm giác như nhìn thấy mặt trời. Cao triết điểm cao nhất, khẳng định cũng vào top mũi nhọn, cho nên trong ba năm tới, bọn họ sẽ là bạn cùng lớp đúng không mình rất thích ngắm trai đẹp ai như thế nào lại đi rồi mình còn chưa có nhìn đủ lan khả nhi nhỏ giọng quỷ kêu cố vi bị lời nói của cô làm cảm thấy kinh ngạc tuổi của các cô nhắc tới tên nam học sinh đều cảm thấy ngượng ngùng mà người này lại nói luôn cô rất thích trai đẹp quả thực là quả thực là không biết xấu hổ tuy rằng trong lòng cảm thấy như vậy nhưng cố vi vẫn đến nhà ăn cùng lan khả nhi cô mơ hồ cảm giác được như đang bị lan khả nhi ca một cờ hờ thích lên sáng hôm sau cố vi đi cùng lan khả nhi đến phòng học hôm nay cũng là ngày khai giảng phát sách giáo khoa gặp giáo viên những bạn cùng học chủ nhiệm hai người là một nữ giáo viên trung niêm hòa ái dễ gần họ trương dáng người hơi mập khi cười nhìn rất thân thiết khi cố vi tới cô giáo đã ở phòng học chào hỏi giáo viên xong Lan Khả Nhi kéo Cố Vi đi tìm chỗ ngồi. Mình ngồi cùng bàn cậu được không? Hai chúng ta rất thân, Lan Khả Nhi vẻ mặt đáng thương hỏi. Cố Vi cũng không để ý tới ai ngồi cùng bàn, nhìn bộ dạng đáng thương của Lan Khả Nhi, không nhìn được bật cười, tất nhiên được rồi. Lan Khả Nhi hoang hô một tiếng, nhìn khắp nơi, cuối cùng chọn bàn cạnh cửa sổ, Cao Triết ngồi bàn ngay sau hai người. Cố Vi nhìn vào mắt hắn, Cao Triết cũng không hề chớp mắt mà nhìn cô, khóe miệng cong lên tươi cười rất đẹp âm trầm mà nói lại gặp cậu cậu còn nhớ mình sao cậu giúp mình sửa xe đạp cố vi nói cao triết tươi cười chủ động giới thiệu đúng vậy mình là cao triết rất vui được làm quen cố vi gật gật đầu rất vui được làm quen mình là cố vi hai người giới thiệu xong đều cười cao triết lắc đầu nói cậu một chút đều không ngạc nhiên xem ra đã biết mình là ai cũng có thể cố vi nói hai người đang nói cái gì vậy nói như vậy mình nghe không hiểu lan khả nhi rất tò mò hỏi kỳ thật trước khi tới nơi này cô đã học từ tư sùng chí ngôn ngữ địa phương tuy rằng không tốt nhưng ít nhiều có thể hiểu được lúc này hỏi đó chính là mục đích anh cô phái cô tới đây cố viên ngồi xuống không biết giải thích như thế nào chỉ nói bọn mình biết nhau từ trước lan khả nhi càng thêm tò mò quay đầu lại hỏi cao triết thật vậy sao hai người trước đây học cùng trường. Cao Triết thấy Lan Khả Nhi nói tiếng phổ thông, cũng dùng tiếng phổ thông trả lời, tớ cùng Cố Vi không phải bạn cùng trường. Vậy hai người sao lại quen nhau? Lan Khả Nhi dò hỏi tới cùng. Thế nhưng lại bị Cố Vi kéo lại, nhỏ giọng nói, cô giáo điểm danh, ra về sẽ nói cho cậu biết. Lan Khả Nhi cũng nhỏ giọng nói, cậu nhất định phải nói nha, mình đối với soái ca thực sự rất có hứng thú. Lại thế nữa, thật là một cô gái sáng nay cũng không có tiết học cô trương điểm danh xong mọi người đứng lên tự giới thiệu sau đó là phát sách giáo khoa rồi chọn cán bộ lớp đều là từ thành tích học tập cố vi lớp phó cao triết lớp trưởng ngay sau đó cô trương tuyên bố tan học nhắc mọi người ngày mai học bình thường sau đó liền rời đi cố vi cùng lan khả nhi vốn đã đi ra ngoài lại bị cao triết gọi lại cố vi cao triết nhẹ nhàng hô lên cái tên mà hắn chờ mong đã lâu, trong mắt có cảm xúc mênh mông. Cố vi dừng lại hỏi có chuyện gì không? Có thế cùng cậu tâm sự không? Bây giờ, cố vi hơi khó xử, mọi người đã đi gần hết, nếu cùng hắn ở phòng học nói chuyện thì thấy hơi kỳ. Sau đó vẫn là quyết định nói. Chúng ta vừa đi vừa nói. Chương 14 Ba người cùng nhau rời khỏi phòng học, Lan Khả Nhi giả bộ nghe không hiểu gì, vô cùng im lặng đi sát bên cạnh cố vi mà tâm tình cố vi lúc này có chút lạ lẫm căng thẳng ngượng ngùng đoán già đoán non đều có hồi cấp hai cô rất ít nói chuyện với bạn học nam chứ đừng nói đến là đi học về cùng một bạn học nam lúc này đối diện với cao triết người đã cùng cô trao đổi thư từ trong suốt ba năm tâm trạng càng hoang mang hơn bọn họ từng cùng nhau trao đổi kinh nghiệm học tập trao đổi sách ảnh thậm chí là tâm tình mối quan hệ kiểu này có thể nói là trên cả tình bạn dù hôm nay chỉ mới là lần thứ hai gặp gỡ nhưng cố vì biết hắn có nuôi một chậu cá còn có một con mèo nhỏ ham ăn thường lén vớt cá trong chậu cô còn biết hắn thích mô hình ngoài sách ra giá sách nhà hắn toàn là mô hình còn biết hắn thích vận động mỗi ngày đều dành ra một giờ đánh bóng rổ cô biết nhiều chuyện như vậy nhưng bản thân lại không cách nào tâm sự với hắn quá nhiều về mình quan hệ của họ chính là kiểu lạ mà quen, cho nên tâm tình cố vi có chút thấm thỏm, cô không biết phải bày tỏ thái độ như thế nào với Cao Triết mới phải. Im lặng cả đoạn đường, cuối cùng vẫn là Cao Triết bắt chuyện trước, cậu biết mình từ khi nào? Ngày đến thăm trường lần đầu, lúc ở bên dưới ký túc á, mình nghe thấy bạn học gọi tên cậu. Cao Triết gật gật đầu, lại hỏi, lẽ nào trước đó, cậu không hề tò mò về mình sao? Cố vi lắc lắc đầu, nói, nếu đã là bạn qua thư, chính là kiểu tình bạn dưới ngòi bút nếu biết nhau ở ngoài rồi thì sẽ không còn là bạn qua thư nữa tuy trong lòng cô từng âm thầm vẽ lên hình dáng đối phương nhưng lại chưa từng có ý nghĩ muốn đi gặp hắn chỉ đơn thuần là ý nghĩ muốn kết bạn qua thư tuổi tác hay tướng mạo đều không quan trọng nếu gặp mặt rồi cô nhất định sẽ không cách nào thoải mái thổ lộ tâm tình nữa cao triết cười cười chủ động bộc bạch nhưng mình lại không làm được vào học kỳ hai năm đầu tiên mình đã đến tìm cậu rồi Cố vi nghiêng mặt nhìn hắn, ánh mắt sáng, nhưng lại bình tĩnh không gần sống, chỉ nhẹ nhàng nói, nhưng cậu vẫn giả bộ không biết mình, kể cả hôm đi thăm trường mới. Là lỗi của mình, mình xin lỗi. Đối mặt với lời chất vấn của cố vi, Cao Triết thẳng thắn nhận lỗi, bò nớt thêm nụ cười ấm áp khiến người ta thật không đành lòng trách cứ. Nhưng cố vi lại không nói gì, tâm tình có chút không vui, lần đầu gặp hắn, bản thân còn cảm thấy có chút đắc ý, hướng ngỡ chỉ có mình biết đối phương hóa ra đối phương từ lâu đã biết cô cảm giác bị lừa gạt thật sự không vui chút nào cố vi có chút mất mát nhưng thái độ thành khẩn nhận lỗi của hắn khiến cố vi không cách nào trách móc nặng nề cuối cùng cô đành nói thẳng mình tiếp nhận lời xin lỗi nhưng tạm thời không có cách nào lập tức tha thứ cho cậu tớ nên làm thế nào cậu mới tha thứ còn nhớ không bức thư cuối cùng ấy tớ có xin phép được thăng chức từ bạn qua thư trở thành bạn học là đã thăng chức rồi còn gì cao triết lại nói đành vậy thế mình phải làm gì để bù đắp lại sai lầm đây tuy từ lúc bắt đầu đến giờ hắn vẫn luôn cười nhưng chỉ có mình hắn biết rõ bất kể là nói chuyện hay nhìn cô thế này hắn căng thẳng đến nhường nào cả lưng hắn đổ đầy mồ hôi trong tay cũng đều là mồ hôi tim đập không ngừng không cách nào khống chế hắn biết mình giả vờ không quen cô là sai kỳ thật hắn vẫn có thể lựa chọn vờ như không biết nhưng sau khi cùng cô tiếp xúc hắn vẫn lựa chọn thành thực cố vi mím môi hiện tại chưa nghĩ ra cứ vậy đã đi nhìn bộ dáng nhẹ mím môi của cô cao triết suýt quên cả hô hấp căng thẳng không ngừng hắn phải làm thế nào mới khống chế được tâm tư quá mức phấn khích này đây kiềm chế nửa ngày hắn mới dám nhìn thẳng cố vi vậy mình còn có thể viết thư cho cậu chứ vốn nghĩ rằng cô đương nhiên sẽ đồng ý vì thư từ qua lại vốn đã là thói quen của cả người rồi nhưng thật không ngờ cố vi không hề do dự lắc đầu cự tuyệt chỉ nghe âm thanh lạnh lùng chắc là không nên vẫn hơn với mình mà nói cậu đã không còn chỉ đơn thuần là người trong tưởng tượng nữa rồi lúc trước không ngại ngùng nghi kỵ gì mà nói hết tâm tư cho đối phương là vì đối phương chỉ là nhân vật tưởng tượng chỉ là bạn ảo không hề xuất hiện trong cuộc sống của cô nhưng bây giờ cô đã biết hắn là ai biết hắn ngay ở bên cạnh không cách nào thoải mái trò chuyện như xưa nữa nếu tiếp tục sẽ chỉ còn lại cảm giác bị trói buộc mà thôi nếu như đã là bạn ngoài đời sao còn có thể là bạn qua thư hắn cùng không phải là người yêu gì của mình nghĩ đến đây tim cố vi lập tức lệch nhịp ngước mắt lén nhìn cao triết nghĩ đến hai từ thăng chức hắn từng nhắc đến lẽ nào là cô hiểu sai ý hắn thăng cấp chính là ý chỉ từ bạn qua thư lên bạn trai cố vi bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ tuy cô từng đọc qua một vài bộ ngôn tình, nhưng vẫn luôn cho rằng loại chuyện này không thể nào xảy ra với mình. Hơn nữa sau chuyện bố mẹ ly hôn, cô càng cảm thấy chuyện tình cảm thật sự mơ hồ, cô sẽ không, mà cũng không thể để chuyện tình cảm ảnh hưởng ngay lúc này. Nhìn nam sinh cao gầy bên cạnh mình, ánh sáng rọi lên khuôn mặt xoái khí, mang vẻ đẹp thiếu niên dần trưởng thành, thập phần anh Tuấn. Cô không khỏi nghĩ, đàn ông đích thực, có lẽ chính là kiểu như hắn vậy bất tri bất giác so sánh chàng trai kế bên cùng người kia lại bất ngờ phát hiện không cách nào so sánh một bên là thiếu niên đang đồ xuân xanh mà một bên lại là nam nhân từng trải hai người là hai kiểu tồn tại hoàn toàn khác nhau chỉ là tại sao lại lấy người kia ra để so sánh cố vi có chút không hiểu nổi chính mình cao triết sau khi nghe lời từ chối kia tâm tình mất mát hắn vốn đã nghĩ kỹ bình thường có thể lấy thân phận bạn học để ở bên cô bên cạnh đó có thể viết thư tâm tình hai người cứ như vậy qua một thời gian thể nào cũng phát sinh tình cảm không ngờ chỉ một câu nói của cô đã tàn nhẫn bóp cờ hờ ba tê kế hoạch và sự kỳ vọng đẹp để nơi hắn thầm thở dài một hơi hắn phát hiện cố vi lạnh lùng hơn cả trong tưởng tượng của hắn lạnh lùng đến tàn khốc vậy cũng được nhưng mình vẫn hy vọng chúng ta có thể như lúc trước trao đổi chuyện học tập cố vi nhìn vẻ thất vọng của cao triết đoán việc mình cự tuyệt khiến hắn chịu đã kích rồi, nhưng những lời cô nói lại là lời thật lòng, cô không muốn ép bản thân phải làm vừa lòng một ai. Đương nhiên là được. Bỏ qua suy nghĩ phức tạp trong đầu, giữa bọn họ còn có tình bạn đơn thuần, cho nên cô hy vọng sau này có thể cùng Cao Triết xây dựng mối quan hệ tốt. Sau khi tạm biệt Cao Triết, Lan Khả Nhi liền vội vàng chất vấn cô, khi chính là bạn học có điểm cấp 3 cao nhất, cậu và cậu ta thân nhau à? Hai người sao lại biết nhau vậy? cố vi cũng không để tâm đến cô ta, nhanh chân bước về phía ký túc xá, Lan Khả Nhi bước hụt, biểu môi tiếp tục đuổi theo, cô nhất định phải tra hỏi cho ra mới được. Cuối cùng cố vi hết cách với cô, đành giải thích đơn giản, mình và Cao Triết là bạn qua thư hồi cấp 2. Lan Khả Nhi ngạc nhiên tròn mắt, bạn qua thư Á, hóa ra là các cậu có trào lưu này, nhưng nhìn tính cách của cậu, không giống kiểu sẽ có bạn qua thư. Tính cách của mình thế nào? hiếm khi nghe Lan Khả Nhi nói chuyện nghiêm túc, cố vi nhịn không được hỏi lại một câu. Lan Khả Nhi nhướng mày, một từ thôi, lạnh lùng. Cố vi nghe lời nhận xét này, cùng không đáp lại, xoay người rời đi. Lan Khả Nhi cười hi hi đuổi theo sau, nói cậu lạnh lùng còn không phục, cậu nhìn bộ dáng cậu lúc này đi, chính là lạnh lùng. Nhưng mà nói thật là, hai người làm bạn qua thư lâu như vậy mà không có một chút tâm tư biến đổi nào sao? Lan Khả Nhi hỏi cô. Cố Vi trừng mắt, chỉ là bạn qua thư bình thường. Cố Vi không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, cô vừa cự tuyệt lời đề nghị tiếp tục làm bạn qua thư với Cao Triết, chứng minh trong lòng cô, chuyện bạn qua thư của hai người đã đặt dấu chấm hết. Đó là một đoạn ký ức đẹp, nhưng sẽ không còn tiếp tục nữa. Qua một tuần thích nghi với mới môi trường mới, Cố Vi rất nhanh đã làm quen được với cuộc sống cấp 3 này, vì học tập vốn đã là thế mạnh nên bình thường không có áp lực gì, ngược lại điều kiện ký túc xá quá tốt khiến cô vô cùng hài lòng với cuộc sống mới này thứ sáu sau khi tan học cố vi về ký túc xá thu dọn đồ dùng chuẩn bị về nhà vừa bước đến cửa ký túc đã bị lan khả nhi ngăn lại chỉ thấy cô không ngừng ra bộ đáng thương tiểu vi sau một thời gian ngắn cố vi đã vô cùng hiểu sự bám người đến cùng của cô vì tiểu thư này đi đâu cũng cần có người đi cùng đến giờ giải lao đi vệ sinh trong tiết cô cũng nhất định đòi đi cùng trước đây triệu tiểu lỵ cũng bám lấy cô nhưng lúc đó họ không ở cùng ký túc nên tan học là tạm biệt nhau rồi mà lúc này tan học rồi vẫn ở cùng nhau cô nàng lan khả nhi này liền có cớ để bám riết lấy cố vi cố vi từ xưa đến nay không phải là người ép buộc bản thân cô để lan khả nhi bám lấy chỉ vì những hành động của lan khả nhi đều nằm trong giới hạn có thể chịu đựng như lời dịp huệ từng nói tính cách cô lãnh đạm sẽ không chủ động kết bạn với ai nên nếu gặp được một người bạn chủ động lại kết thân cô thường sẽ không từ chối triệu tiểu lỵ là một ví dụ và giờ là lan khả nhi tiểu vi anh tớ không biết lúc nào mới đến nên cuối tuần này tớ chỉ có một mình tớ tớ lan khả nhi mím chặt môi to mắt nhìn cố vi tớ có thể về nhà cậu không cố vi do dự một chút gật gật đầu nói vậy cậu thu dọn một chút đi rồi về nhà mình đêm đó dịp huệ chuẩn bị nguyên một bàn ăn lớn ăn đến nỗi bụng lan khả nhi phát tướng sau bữa cơm cố vi rửa bát xong ngồi nói chuyện cùng dịp huệ dịp huệ hỏi câu chuyện ở trường cố vi hỏi bà chuyện cửa hàng mẹ cửa hàng buôn bán thế nào ạ à? nói đến chuyện này dịp huệ cười đến là sáng lạn ây già bây giờ mẹ con bận muốn chết đây này đồ mẹ lấy về lúc nào cũng được săn đón nồng nhiệt hết nhé cố vi nghe xong cũng rất vui sau đó liền lo lắng hỏi bận vậy mẹ phải làm sao đây hai ngày này mẹ cùng đang tính chắc sẽ thuê người giúp vậy thì thuê thôi cố vi rất vui vẻ thay mẹ quyết định vốn đang còn do dự nay lại được cố vi tiếp thêm sức mạnh bà liền hạ quyết tâm cố vi liền giúp bà viết một bản tuyển người ngày hôm sau cố vi dẫn lan khả nhi đến những nơi đông người dán bản tuyển nhân viên lên đi ngang qua bốt điện thoại Lan Khả Nhi bước vào gọi điện thoại cho Tư Sùng Chí, mới biết sáng nay anh đã đến thành phố C, dập máy xong liền phấn khích kéo cố vi, hôm nay anh tớ đến thành phố C rồi, nhưng nhà đang sửa, anh ấy không rảnh đón tớ, kêu tớ tự về. Vậy cậu về bây giờ luôn hả? Ừm, tớ muốn về xem nhà mới, nhưng địa chỉ anh tớ cho tớ lại không biết. Lan Khả Nhi nói rồi đọc tên địa chỉ. Trước đây Cố Vi từng đôn đáo tìm thuê cửa hàng nên thông thạo đường, sau khi nghe địa chỉ liền biết ngay là ở đâu liền nói cách đây không xa lắm tớ đưa cậu đi vậy thật không vậy thì tốt quá hai người dán xong tờ tuyển dụng cuối cùng liền quay về tiệm lấy xe đạp dịp huệ biết cố vi đưa lan khả nhi về liền vội vàng gói ghém thịt lợn đông cho cô mang đi mẹ cái này tặng người ta hình như không hợp lắm cố vi khó xử nhìn gói thịt lợn đông có gì mà không hợp khả nhi con bé nói ngon mà Lan Khả Nhi đứng bên gật đầu không ngừng Ngon lắm, ngon lắm ạ à. Mang thịt lợn đông đến làm khách Chắc chẳng có ai ngoài cô nữa rồi Chương 15 Tuy lúc nghe địa chỉ Lan Khả Nhi nói Cố Vi đã mường tượng được vị trí Nhưng để đến đúng nơi Vẫn còn phải đạp vòng vòng mới biết được Cuối cùng Xe dừng ở một đoạn dốc liền trượt xích Cố Vi cạn lời Trong lòng hạ quyết tâm lần này Về nhất định sẽ tu sửa lại cái xích này Lan Khả Nhi đi xuống đẩy xe vừa đẩy vừa méo máu, tiểu vi, có phải do tớ nặng quá nên làm hư xe cậu không? Người này thật biết cách tự mình ghét mình mà. Không có chuyện đó, nó sớm đã hư rồi. Vậy lát nữa sao cậu về được? Thì đẩy về. Còn xa lắm, đợi lát nữa tớ kêu anh tới chở cậu về ha. Lan Khả Nhi đề nghị. Nghe đến tên Tư Sùng Chí, tâm tình cố vi bỗng phức tạp, khó hình dung là cảm giác gì. Không cần. Cô đáp. Cậu còn khách sáo cái gì không biết, cậu chăm sóc tớ như vậy, anh tớ còn cảm ơn cậu không hết. Hai người đẩy xe về phía trước, cuối cùng cũng đến một căn nhà vô cùng lớn. Căn nhà xa hoa tráng lệ, xung quanh không khí lại có phần cao lãnh, nhìn xuyên qua cửa sắt cũng thấy được bên trong vườn rất lớn, cây cuối cùng nhiều vô kể. Mà ẩn mình phía sau hàng cây xanh là tòa nhà ba tầng tường trắng gạch đen. Hai người đứng bên ngoài im lặng ngắm nghía một hồi, lan khả nhi mới nói đây chắc chắn là nhà anh mình rồi anh mình thích nhà có vườn đẹp thật cố vi thật lòng cảm thán cô thực sự cũng rất thích một khu vườn với đủ loại cây cối như vậy cô cũng từng mơ mộng về căn nhà tượng lai hy vọng sẽ là một căn nhà có vài loại cây vào mùa hè có thể hái quả chế một ấm trà thư thái đọc sách thưởng thức trà chiêu lan khả nhi nhìn quanh sau đó phát hiện bên tường có chuông liền tiến đến nhấn rất nhanh đã có một ông lão men theo con đường nhỏ đi ra, thoạt nhìn trên dưới 50 tuổi, lão nhìn Lan Khả Nhi, cười nói, Lan Tiểu Thư đã về. Chú Lý, sao chú lại ở đây? Lan Khả Nhi bất ngờ chào lại. Người trẻ làm việc tôi không yên tâm nên qua đây xem xem, đợi việc bên này xong tôi lại về. Chú Lý mở cửa, mời hai người đi vào. Cố Vi đứng ở cửa, không định tiến vào. Khả Nhi, vậy tớ về đây. Lan Khả Nhi ngay ra, vội kéo tay cô lại, nắm chặt không buông, không được, không được, cậu vất vả đưa tớ về nhà, đến xe cũng hư rồi, đến ly trà cũng chưa uống đã đòi về. Chú Lý bên cạnh cũng hồ theo, đã đến nhà đều là khách, mời tiểu thư vào dùng trà đã, thiếu gia vừa mang trà hoa lại về, vị thanh lắm. Ai da, tiểu vi, vào đi mà. Lan Khả Nhi làm nũng đẩy đẩy nàng. Thịnh tình không cách nào khước từ, cố vi đành bước vào bên trong ba người men theo con đường nhỏ lát đá cuội hai bên là cỏ xanh rì nhìn là biết được chăm sóc rất tốt nhìn qua vô cùng mềm mại nếu bước chân trần lên hẳn sẽ rất dễ chịu cố vi thầm nghĩ lan khả nhi đi đầu đến giày cũng không tháo đã tiến vào nhà gọi lớn anh anh em về rồi này cố vi là người cuối cùng tiến vào vừa bước vào cửa lớn đã bị sự rộng rãi của phòng khách dọa sợ đó là một căn phòng cao đến hai tầng không gian rộng với đèn trần khổng lồ đồ trang trí bắt mắt. Đứng giữa phòng khách, chỉ cần ngước lên là thấy được hết tầng hai. Vừa nãy tiếng gọi cực lớn của Lan Khả Nhi quả thực đã gọi được tư sùng chí đến, chỉ là anh vẫn đứng ở tầng hai, hai tay nắm chặt Lan Cang, nhìn bọn họ. Về rồi à? Anh nói, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Cố Vi. Cố Vi ngẩng đầu, bất ngờ bốn mắt nhìn nhau, mắt anh như có vô vàng vì sao, khiến Cố Vi chợt ngẩn người. Chắc anh đang làm việc dở cả người đều thấm mồ hôi, vì trời quá nóng, áo sơ mi cũng cởi đến hai ba nút, lộ vòng ngực trắng chắc, mơ hồ có dòng mồ hôi theo cổ chảy xuống. Cố vi nhất thời cảm thấy môi lưỡi đều khô khốc, tim đập nhanh hơn, vội dời mắt. Anh, anh đang làm gì vậy, cả người toàn là mồ hôi. Lan khả nhiên ngẩng đầu, hỏi. Đang treo rèm cửa sổ. Tư sùng chí đáp lời, lại nói với chú Lý, chú Lý, mang nước hoa quả cho hai người họ, tôi đi tắm rồi sẽ xuống. Nước hoa quả, nước hoa quả, em thích nhất là nước hoa quả. Lan Khả Nhi gật đầu liên tục, lúc này mới nhớ thịt lợn đông còn nắm trong tay, chú Lý, mau cất cái này vào tủ lạnh dùng cháu, sắp ra đông mất rồi. Đây là gì vậy? Chú Lý hỏi cô. Món ăn ngon nhất trần đời. Khả Nhi không tiếc lời ngợi ca nó. Chú Lý không nói gì nữa, mang thịt cất vào bếp rất nhanh đã quay lại với hai cốc nước quả. Vị ngọt thanh tràn vào miệng thực đã, cố vi bất giác uống hết nửa cốc, nhìn sang Khả Nhi bên cạnh đã uống sạch cốc từ khi nào. Uống xong nước, tư sùng chí vẫn chưa xuống. Khả Nhi căn bản không ngồi im được, kéo cố vi đi tham quan nhà mới. Tầng một cũng đơn giản, chỉ có phòng khách, nhà ăn, nhà vệ sinh, trong phòng bếp có một cái cửa sau, bên ngoài chính là hậu viện khu vườn phía sau này còn lớn hơn khu phía trước. Cơ mang nào là cây quả? Lan Khả Nhi kéo cố vi dạo một vòng hoa viên, liền dọc theo cầu thang tiến lên lầu 2. Lầu 2 tuy không rộng rãi như lầu 1, nhưng bố cục rất đẹp, trang trí cũng có tâm hơn. Vừa lên tầng 2, đạp vào mắt chính là một phòng độc lớn, hình như là sửa lại từ phòng khách, sofa, bàn trà đủ cả, còn có một bàn gỗ cổ tinh xảo, trên bàn còn đặt một bộ máy tính. Mà hấp dẫn ánh nhìn Cố Vi nhất lúc này chính là kệ sách xếp đầu sách, có hai giá sách lớn, phía dưới cũng bày đủ loại sách. Cố Vi si mê nhìn giá sách, mang theo tâm tình mê luyến, tỉ mỉ xem xét từng kệ. Cô từ nhỏ đã thích đọc sách, loại nào cũng thích, sách trong thư viện trường tiểu học trung học, cô đều từng đọc qua. Nhất Trung cũng có một thư viện, nhưng không hiểu sao lại không mở, lúc này nhìn giá sách cơ mang sách này, niềm yêu thích đọc sách nháy mắt lại bùng lên trong cô. Cố vi nhịn không được quay lại hỏi Khả Nhi, tớ có thể xem qua một chút không? Khả Nhi nhìn quanh thư phòng, nhíu nhíu mày, cái này phải hỏi anh tớ. Giọng cô vừa dứt, đã nghe một bên có tiếng nam nhân, cứ thoải mái xem, nếu thích, có thể đem về nhà đọc. Cố vi nghiêng mặt sang nhìn anh, phát hiện anh vừa từ tầng 3 đi xuống, vừa tắm xong, cả người toát lên vẻ khoan khoái, hơi thở sạch sẽ. Tóc ngắn, áo t-shirt phối với quần thể thao, vừa trẻ trung lại rất hợp mốt được sao cố vi hỏi lại anh cô lúc này đã không còn vẻ lãnh đạm thường này giờ chỉ còn sự nhiệt tình yêu thương đối với chồng sách trước mắt tư sùng chí nhìn cô gật đầu làm động tác hứa sách trong này em muốn lấy quyển nào cứ lấy vì vốn dĩ là chuẩn bị cho em mà trong nháy mắt cố vi có cảm xúc không tên nào đó lấp đầy có lẽ là hưng phấn có lẽ là cảm động cô không rõ nữa chỉ là nhìn không được công môi nở nụ cười, nụ cười đầy ngọt ngào. Ánh sắc hắt lên khuôn mặt cô, càng khiến nụ cười rạng rỡ đến chói mắt. Tư sùng chí cảm thấy hô hấp hỗn loạn, lòng ngực cũng phập phồng không ngừng, anh phải cố gắng kiềm chế lắm mới không tiến đến kéo cô vào lòng ngực, thổ lộ yêu thương. Cố gắng dời mắt khỏi vẻ mặt ngọt ngào của cô, anh làm bộ như không có gì to tác, còn muốn tham quan nữa không? Đương nhiên muốn em thấy tầng hai này từ thư phòng này ra đều là phòng ngủ rồi. Lan Khả Nhi nhân lúc cố vi bị giá sách giữ chân, đã đi nắm hết bố cục tầng hai. Vậy đi xem phòng của em đi. Tư Sùng Chí nói với Lan Khả Nhi, sau đó ngoắt tay ý gọi hai người đi theo anh. Bên trái thư phòng có một hành lang, cuối hành lang là cửa sổ sát đất, bên trái hành lang có hai phòng song song. Tư Sùng Chí vừa mở cửa phòng đầu, đập vào mắt là màu hồng phấn, Lan Khả Nhi lập tức nhảy vào, À, là căn phòng trong mơ của em Cô hoàn toàn vứt bỏ hình tượng Vội nhảy lên giường lăn lộn Tư Sùng Chí nhìn cô phát cuồng Lúc thu ánh mắt lại Lại không hẹn mà bắt gặp ánh mắt Cố Vi Anh cười cười Để em chê cười rồi Cố Vi lắc đầu Nhìn Khả Nhi Cô ấy thật hạnh phúc Tuy cô luôn thể hiện ra ngoài là vẻ lãnh đạm trưởng thành Nhưng khi cô nhìn Lan Khả Nhi Tư Sùng Chí đọc được sự mất mát trong mắt cô Có kiên cường thế nào cô cũng chỉ mới 16 tuổi, là độ tuổi thiếu nữ dại khờ cùng nhiều ảo tưởng, cô sẽ có nhiều chờ mong khi đến với thế giới tốt đẹp này, cũng sẽ chờ mong có một người, toàn tâm toàn ý yêu thương, sủng nịch, bảo vệ cô cả đời. Bên nhau cả nửa đời người, tư sùng chí đương nhiên có thể dễ dàng đọc ra sự biến hóa trong tâm tư cô. Một cố vi vừa kiên cường lại yếu đuối như vậy, thật sự khiến anh đau lòng. Thật muốn nói hết tất cả với cô, chân thành quỳ gối trước mặt cô, nắm lấy tay cô, thề rằng người yêu thương cô nhất thế giới này đang đứng trước mắt cô, chỉ cần cô gật đầu, anh có thể tặng cô cả thế giới này, cả sinh mệnh của anh. Vì thế, không cần phải ngưỡng mộ, càng không cần phải khát vọng, những thứ em mong muốn vốn đã đến bên em, chỉ là em chưa phát hiện ra mà thôi. Chương 16. Tư Sùng Chí khống chế lại cảm xúc, nhẹ nói với Cố Vi, phòng bên cạnh cũng không tệ, có muốn xem qua không? Thanh âm nhẹ nhàng đến mị hoặc cố vi như bị thôi miên gật gật đầu hai người bỏ lại cô gái đang lăn lộn trên giường kia đến cửa phòng thứ hai tư sùng chí bước lên mở cửa cánh cửa vừa mở ra là cả thế giới màu tím dần bày ra trước mắt cố vi tím từ giường lớn tủ quần áo lớn tím đến bàn trang điểm nhỏ cho đến từng vật dụng trong phòng làm nên một thế giới màu tím người tinh mắt có thể nhận ra ngay đây là căn phòng được bày trí dụng tâm nhất lan khả nhi ở cách vách rồi vậy căn phòng này là chuẩn bị cho ai? Đẹp không? Giọng nam bên cạnh đang hỏi thăm ý cô. Cố vi gật gật đầu, tiến bước vào trong, cô vừa nhìn đã thích căn phòng này, nên càng muốn nhòn kỹ hơn, căn phòng này đẹp như trong tưởng tượng của cô. Khiến cô bị say mê cuốn lấy. Cửa sổ sát đấy, rèm cửa cư nhiên còn phân làm hai tầng, một tầng tím đậm che nắng, một tầng còn lại mỏng nhẹ, chất liệu vô cùng tốt, không khác gì màn mũi là mấy nhưng chắc chắn là xịn hơn hẳn. Cố vi không biết cái này gọi chính xác là gì, chỉ cảm thấy sờ lên rất thoải mái. Tư sùng chí nhẹ nhàng bước đến bên cô, nhấc tay phải lên, cúi đầu nhìn góc nghiêng của cô, hỏi, có muốn xem bên ngoài không? Cố vi ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện tay anh cách mặt mình rất gần, chỉ thêm chút nữa thôi, là sẽ chạm phải ngay, khoảng cách gần như vậy. Cư nhiên có thể ngửi thấy cả hương xà phòng tắm anh đang dùng, Thực tươi mát. Trong nháy mắt, cô cảm thấy bên tai nóng lên hơn nữa còn lan tới hai má tim đạp nhanh không cách nào khống chế tư sùng chí thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô trong lòng như có muôn hoa đua nở thật muốn hôn một cái anh hít một hơi thật sâu ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể cô không khỏi bị cuốn hút tay vẫn trực tiếp đẩy cửa sổ ra cửa mở cố vi mới phát hiện đây không chỉ là cửa sổ mà là cửa ban công bên ngoài không khác gì chốn thần tiên dưới cách cửa là một chuỗi chuông gió hồ điệp màu tím cửa đẩy ra phía sau không khí tỏa ra khiến chuông gió nhẹ kêu đinh đan thực êm tai ban công này rất rộng gần bằng một căn phòng cho nên ban nãy ở bên trong cô mới không nhận ra chính giữa ban công còn có một cây nho màu trắng vì vừa mới trồng nên thân cây chưa bò lên quá mà bên cạnh cây còn có một cái xích đu vô cùng đẹp cố viên ngước mắt nhìn tư sùng chí em có thể ngồi một chút không tư sùng chí đưa tay ra cười hỏi có cần anh giúp không cố vi lớn như vậy rồi chưa từng ngồi xích đu cho nên lúc ngồi xuống vô cùng cẩn thận kết quả xích đu vẫn không ngừng nghiêng qua nghiêng lại như muốn cô ngã xuống dọa cô một hồi tư sùng chí đứng bên cạnh cũng bị dọa sợ vội vã đưa tay giữ chặt xích đu cố vi cảm thấy có chút xấu hổ muốn đứng dậy lại bị tư sùng chí ngăn lại em ngồi vững đi anh đẩy cho đảm bảo không ngã đâu cố vi do dự một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu. Tư sùng chí nhẹ đẩy, cố vi lúc này mới cảm nhận được sự thích thú khi ngồi xích đu. Ngắm nhìn góc nghiêng của giai nhân, tư sùng chí thầm nghĩ lại, vậy mà đã là một đời xa xôi, lúc đó cố vi đã bệnh rồi. Có một lần đưa cô đến viện khám, lúc đi qua đình viện liền nhìn thấy đám nhỏ đang chơi xích đu, hai người nghỉ chân nhìn một hồi, đều cảm khái, nhưng cố vi rất nhanh đã đỏ mắt, dục anh rời đi anh đương nhiên hiểu tâm tư cô. Hai người yêu nhau, nhưng không cách nào sinh ra kết tinh từ tình yêu của cả hai, đây cũng là chuyện khiến mà hai người họ trăn trở cả đời. Lúc này đây, nhìn người vợ còn đang độ tuổi thanh xuân tràn trề, tư sùng chí không khỏi thề trong lòng, kiếp này, hai người nhất định phải sinh được 18 đứa nhỏ mới thôi. Tư tiên sinh, đây là nữ chủ nhân của căn phòng sao? Cố Viên ngồi trên xích đu, nhìn vào hết thảy đồ vật bên trong căn phòng, không nhìn được hỏi tư sùng chí không nghe rõ nội dung câu hỏi chỉ bị cách xưng hô của cố vi làm cho buồn bực nếu em đã là bạn của khả nhi thì cứ gọi một tiếng anh là được cố vi mím mím môi cảm thấy gọi anh có vẻ thân mật quá cô thật sự gọi không ra nhưng cũng không phản kháng biết cô ngại tư sùng chí cũng không truy xét vấn đề xưng hô nữa mà trả lời câu hỏi ban nãy đây là phòng cho khách nếu em muốn cũng có thể đến ở vô duyên vô cớ chạy đến nhà người ta ở cố vi đương nhiên sẽ không chỉ là cảm thấy một căn phòng khách cũng làm ra thế này quá long trọng rồi qua một lúc sau lan khả nhi hưng phấn xong chạy đi tìm bọn họ vừa thấy xích đu lại hét lên một trận chói tai cố vi vội nhường cho cô tuy chỗ này có thể ngồi cả hai nhưng nhìn bộ dáng khả nhi chính là kiểu tìm kiếm ca một cờ hờ thích cô không dám ngồi cùng quả nhiên sau khi khả nhi vừa ngồi lên đã cho xích đu bay lên trời tư sùng chí cũng buông tay ra để cô tự sinh tự diệt anh chúng ta còn chưa xem tầng ba mà lan khả nhi vừa đu vừa nói chỉ nghe tiếng đáp lầu ba là phòng riêng của anh em cũng không được phép lên tư sùng chí và lan khả nhi vốn muốn mời cố vi ở lại ăn cơm tối nhưng bị từ chối với tính cách của cô có thể tham quan nhà người khác lâu như vậy đã là chuyện không ngờ đến rồi nhưng chuyện cô vì đưa Lan Khả Nhi đến đây mà hư xe, tư sùng chí quả quyết láo xe ra, em để xe đạp lại đây đã, anh cho người sửa xong sẽ mang trả. Cố Vi Kỳ thực muốn dắt xe về, tìm một tiệm sửa xe sửa cho xong, nhưng nhìn vẻ nhiệt tình của hai anh em họ, cư nhiên giấu xe đạp của cô đi. Hết cách, Cố Vi đành đồng ý để tư sùng chí đưa mình về, kỳ thực, cô cũng có chút tò mò với chiếc limousine trước mắt, thử ngồi xem sao bởi vì không miệt mài truy đuổi đến cùng nội tâm của bản thân nên cô không hề phát hiện một người trước nay luôn duy trì khoảng cách với người lạ như mình đã quá nhiệt tình với tư sùng chí rồi tiểu vi ngày mai chúng ta đi leo núi có được không đem theo ít đồ ăn vặt nữa giả ngoại luôn không hổ là người thành phố ngay cả cách chơi của lan khả nhi cũng thời thượng hơn người để xem mai thế nào đã khó lắm mới có ngày cuối tuần cố vi muốn ở nhà cùng mẹ hơn vậy được. Lan Khả Nhi thất vọng mím môi. Nhẹ nhàng từ chối Khả Nhi xong, cố vi ngồi xe tư sùng chí về nhà. Diệp Huệ thấy cố vi xuống từ xe limousine không khỏi trợn tròn hai mắt, tò mò chạy ra tận cửa, tiểu vi, xe này là thế nào? Tư sùng chí xuống xe, gật đầu chào Diệp Huệ, chào cô. Diệp Huệ đương nhiên nhớ rất rõ tư sùng chí, không khỏi vui mừng, vội vàng nói, vào đây vào đây, mau ngồi đã tư sùng chí rất lễ phép từ chối lại ra xe mang quà vào đưa cho dịp huê khả nhi nghịch ngợm làm phiền hai người nhiều rồi thật ngại quá đây là chút tâm ý của cháu mong cô nhận cho dịp huệ bị vẻ nho nhã khách sáo này làm ngay người nhất thời không để ý đưa tay nhận lấy tư sùng chí đưa quà xong lập tức tạm biệt rời đi nhìn chiếc xe sang trọng từ từ rời đi dịp huệ cảm khái nhà khả nhi giàu thật đấy loại xe này trên đường còn chưa thấy có ai chạy Đẹp gì đâu." Cố Vi đứng bên cạnh mẹ, thấy quà trên tay bà, nói: "Mẹ, mẹ nhận quà còn chưa cảm ơn kìa." "Quà á?" Diệp Huệ cúi đầu nhìn chiếc hộp tinh xảo trên tay mình, mới nói lớn: "Ai da, cái con nhóc này, sao không nhắc mẹ? Ai da, sao lúc nãy mẹ lại cầm thế nhỉ?" Cố Vi mím môi trộm cười, xoay người vào tiệm, Diệp Huệ cầm hộp quà mà như cầm phải lửa, nhất định phải trả lại cho người ta mới được. Nhận cũng đã nhận rồi. Cố Vi nói. Diệp Huệ cho mày, sao lúc nãy mẹ lại hồ đồ nhận lấy nhỉ? Bà vừa ngồi vừa truy cứu chuyện hồi nãy, Cố Vi đã mở hộp ra, thấy bên trong là mấy gói trà được gói ghém tinh xảo. Thành phố C này nếu tặng quà, thường xuyên tặng trà, vì người ở thành phố này xưa nay rất thích uống trà. Tư sùng chí xem như cũng là xuất gia tùy tục. Cái con nhỏ này, sao lại bóc ra rồi? Sáng sớm hôm sau, Cố Vi đã xuống lầu mở tiệm cùng mẹ, việc buôn bán quả nhiên thuận lợi như lời dịp huệ, khách hàng buổi sáng đông vô cùng, đối người này đáo người kia, quả thật bận đến choáng váng đầu óc. Bận rộn đến thế này mà dịp huệ vẫn có thể làm đâu vào đấy, lại luôn vui vẻ, quả là người có bản lĩnh. Cố vi đứng bên nhìn mẹ nói chuyện với khách, trên khuôn mặt luôn thủy chung miễn mười, lần này mới thực sự yên tâm. Tuy rằng sau khi kết hôn dịp huệ thường ý lại chồng, nhưng bản chất bà vốn là người lạc quan kiên cường, cho nên mới có thể đẩy lùi được bóng ma ly hôn sau một thời gian ngắn như thế. Tuy thời gian này bận tối mặt, nhưng cố vi lại hầu như chẳng giúp được gì nhiều, chỉ có thể lâu lâu phụ cái này cái kia. 9 giờ hơn, cố vi ngồi ngoài cửa tiệm, nhìn thấy Lan Khả Nhi, còn có cả tư sùng chí. Sao bọn họ lại đến đấy? Chỉ thấy hai người họ đều mang áo quần thể thao, mỗi người một chiếc xe đạp, còn khoác cả ba lô trên vai. Lan Khả Nhi đạp loại xe leo núi kiểu mới, mà tư sùng chí lại chỉ chọn một chiếc xe đời cũ bình thường cố vi buông y phục trên tay xuống ra cửa đón hai người họ tiểu vi chúng ta đi leo núi đi đồ đạc chuẩn bị xong cả rồi con nhỏ này hôm qua đã khéo léo từ chối rồi không ngờ nghe không hiểu hôm nay vẫn qua đây tìm cố vi quay đầu nhìn cửa tiệm nói hôm nay bận việc của tiệm đã khả nhi thất vọng mím mím môi tớ từ sáng sớm đã dậy chuẩn bị hết mấy món ngon Lúc này Diệp Huệ mới nhìn thấy bọn họ, để khách đợi, còn mình thì tiến đến chào hỏi, bà còn để tâm chuyện qua cấp hôm qua, giờ không cách nào trả lại người ta, chỉ có thể đến nói mấy lời cảm ơn. Khả Nhi vội nhân cơ hội hùa vào, dì ơi, tụi con muốn đi leo núi giả ngoại với Tiểu Vi. Diệp Huệ vui vẻ, vậy cứ đi thôi, chẳng mấy khi có cuối tuần, phải đi chơi thật vui đấy nhé. Nhưng cậu ấy cứ lo gì một mình bận. Ngốc này, lúc nó không có nhà, gì một mình cũng làm được hết thôi. Diệp Huệ lại nói, nếu đã là giả ngoại, vậy gì làm thêm cho mấy đứa vài món. Không cần đầu à, tụi con đem nhiều đồ lắm rồi. Lan Khả Nhi cười vui vẻ chỉ chỉ ba lô, quả nhiên chất đống. Cố Vi đành nói, mình không có xe đạp. Lan Khả Nhi cười càng sáng lạng hơn, xe của anh tớ có thể chở người, để anh ấy chở cậu là được. Chương 17 Cố Vi nhìn bóng lưng của Tư Sùng Chí, bờ vai rộng rắn chắc mà cứng cỏi khiến người ta có cảm giác an toàn mà hắn lúc này cũng quay đầu lại nhìn cô cong môi cười nhẹ lúc nhìn nhau ánh mắt vô cùng chăm chú thật sự phải đi sao thật sự phải ngồi trên xe hắn nếu vậy có phải thân thiết quá rồi không nội tâm cố vi có chút loạn dịp huệ nhìn cố vi biết nha đầu nhà mình ngại không khỏi liếc mắt nhìn tư sùng chí chàng trai này quả thực quá đẹp trai quá tuấn tú rồi lại thêm một thân hàng hiệu đứng lẫn trong đám người cũng nhận ra là con nhà trăm anh thế phiệt hay là mẹ mượn xe của lão vương nhà bên cho con diệp huệ nói không đợi mọi người đáp lại đã trực tiếp qua nhà lão vương tư sùng chí từ đầu đến cuối vẫn cười nhưng lúc thấy bà diệp đi mượn xe đạp tâm tình khó tránh khỏi thất vọng vốn muốn trong một ngày thời tiết đẹp như thế này có thể chở vợ ra ngoài thành chơi đây là trải nghiệm kiếp trước cả hai chưa có vì thế hôm qua hắn còn phấn khích đến nỗi không ngủ được sau khi ngủ được rồi lại còn mơ mơ thấy hắn đạp xe cố viên ngồi sau hai tay ông lấy eo hắn cả người tựa vào lưng hắn ngọt ngào biết bao nhiêu sau khi tỉnh dậy phát hiện nơi nào đó bỗng khó chịu nửa đêm phải lò mò tự đi xử lý hôm nay hắn cố ý để khả nhi lái chiếc xe không chở được người vì muốn cố viên ngồi cùng hắn nhưng kế hoạch biến hóa không lường ai ngờ được mẹ của cố vi ai quy cao đến thế cứ nhiên qua nhà hàng xóm mượn xe không lâu sau dịp huệ tây không quay về thật là không đúng lúc con trai lão vương đạp xe ra ngoài rồi thật sự là trời giúp mình mà tư sùng chí vui vẻ nói bạn học cố vi anh lái xe tốt lắm đảm bảo không để em ngã đừng cô phụ ngày đẹp trời như thế này đi thôi đừng cô phụ lại thời tiết đẹp cũng đừng cô phụ tâm ý của anh Cố Vi nhìn Tư Sùng Chí, quay đầu nói với Diệp Huệ, "Mẹ, mẹ vào đi, còn có khách mà, con ngồi xe với anh ấy." Nếu con gái đã đồng ý rồi, Diệp Huệ cũng không cố chấp làm gì nữa, gật đầu, "Vậy chơi vui một chút nhé." Tư Sùng Chí trong ánh mắt ngập tràn ý cười, nhìn Cố Vi bước đến, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh anh. "Đưa ba lô cho em." Cố Vi đưa tay muốn lấy ba lô của Tư Sùng Chí. "Nếu chở thêm người, đeo ba lô quả thực không tiện." Tư sùng chí nghe lời, đưa ba lô cho cô, còn dặn dò, có hơi nặng, em ông chắc vào. Cố vi ông bao lô, ngồi lên xe. Vì chân tư sùng chính dài nên giữ xe vô cùng ổn định để cố vi ngồi lên, khiến người ta có cảm giác rất an toàn. Như thể muốn dâng cả mình lên cho vợ ấy, tâm tình ngập tràn vui thích, đi thôi. Lan Khả Nhi cũng phấn khích treo lên, xuất phát. Đường rộng thênh thang không có xe qua lại, chỉ có người qua đường vội vội vàng vàng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chuông xe đạp nhẹ nhàng đi qua ánh mặt trời bị người đàn ông cao lớn chắn lấy cố vi ông ba lô nghiêng đầu nghiên cứu đằng sau của anh trong lòng mơ hồ cô không hiểu nổi tâm tư mình không hiểu cảm giác mình đối với tư sùng chí là gì hắn xuất hiện đột ngột như vậy từ lúc khai giảng đến bây giờ chỉ mới ba lần gặp mặt lầm đầu cô đưa khăn cho hắn lau mồ hồi kết quả bị hắn cầm đi luôn lần thứ hai cô đến nhà hắn ở cả nửa ngày mới rời đi hôm nay cô ngồi trên xe hắn cùng nhau đi dạo ngoại thành tình bạn này phát triển có nhanh quá không cao triết có đến ba năm làm bạn qua thư với cô nhưng sau khi gặp mặt cô liền từ chối lời đề nghị tiếp tục làm bạn qua thư của hắn đối diện với cao triết cô có thể quyết đoán nói không sao đối với tư sùng chí này lại khó mở miệng như vậy cho nên cô cảm thấy chính mình có chút kỳ lạ tiểu vi lát nữa có ghé trường trước phải không? Lan Khả Nhi bỗng từ đầu đạp tới phía sau cô, hỏi cô tuyến đường đi, con nhóc này, vì đang đạp chiếc xe thời thượng như vậy nên mới không nhìn được muốn khoe khoang một tí đây mà, lúc nhanh lúc chậm, không hề đạp sát bên hai người họ. Hình như là vậy, tốt nhất là để xe trong trường. Vậy đi, anh à anh đạp chậm quá rồi, em đến trước cổng trường đợi hai người. Lan Khả Nhi tiếp tục tăng tốc, bỏ xa bọn họ bóng đèn đã đi rồi tư sùng chí càng đạp xe chậm hơn nhàn nhã cùng cố vi trò chuyện bình thường có đi chơi đâu không tuy hiểu rất rõ cuộc sống của cô nhưng muốn nói chuyện cũng phải có chủ đề tư sùng chí thấy đây là chủ đề an toàn nhất cố vi lắc đầu ở sau lưng hắn nói không có trước đây bố mẹ cô đều bận buôn bán không có thời gian dẫn cô đi chơi sau này lớn rồi lâu lâu cô lại cùng triệu tiểu lệ đạp xe đi vòng vòng nhưng cũng chỉ là trấn nhỏ phong cảnh cũng không có gì đặc sắc, không tính là du ngoạn. Có từng muốn đi chơi xa không? Như Bắc Kinh chẳng hạn. Tư Sùng Chí cười cười đề nghị. Bắc Kinh, thật là một nơi xa, đối với cô, nơi đó chỉ tồn tại trên trang sách, hoặc trên tivi, nhưng nằm nhân này lại từ đó đến, hơn nữa còn thường đi đi lại lại, dường như cũng không xa xôi lắm. Ở đó có vui không? Cố vi ngẩng đầu nhìn bầu trời, như thể phía bên kia chân trời, chính là bắc kinh mà hắn nói đến ừm có trường thành di hòa viên mấy ngõ nhỏ ở bắc kinh cũng đáng xem còn có tứ hợp viện phía sau đại học bắc kinh tư sùng chí vừa đạp xe vừa nói với cô về bắc kinh thành tích học tập của em rất tốt đến lúc đó có thể đến bắc kinh học đại học đi đến thủ đô học đại học đây là chuyện cô chưa hề nghĩ đến nếu nghỉ học em muốn đi xem thử anh có thể giúp đỡ như bạn bè có thể dẫn em đi chơi tư tiên sinh anh lúc nào cũng nhiệt tình như vậy sao luôn nhiệt tình luôn tốt với bất kỳ ai sao bị cô hỏi vậy tư sùng chí lập tức tỉnh táo lại không khỏi lộ ra tia cười khổ xem là bản thân đã nóng vội quá rồi người mình yêu nhất ở ngay trước mặt lại không thể ôm vào lòng bày tỏ hết tâm ý đây là loại giày vò gì đây hơn nữa còn không biết chờ đến khi nào hắn cứng nhắc giải thích làm gì có là bởi vì khả nhi rất thích em tuy xe chạy chậm đến mấy thì hai người vẫn sắp đến trước cổng nhất trung nhìn từ xa đã thấy khả nhi đứng đợi mà bên cạnh cô còn có một người đợi lúc hai người bọn họ đến gần cố vi mới phát hiện người đứng cùng khả nhi là cao triết sao hắn lại xuất hiện ở trường vào ngày chủ nhật như đọc được thắc mắc của cô cao triết chào hỏi xong liền giải thích ở nhà không có ai nên hắn đến trường sớm đây là lần đầu tiên tư sùng chí gặp cao triết cậu trai cao cao gầy gầy ngũ quan tuấn tú hẳn là rất được bạn học nữ yêu thích lan khả nhi ra mặt giới thiệu đây là anh họ tớ tư sùng chí đây là bạn học của tụi em cũng là học sinh có điểm thi vào cao nhất cao triết nghe đến cái tên này tư sùng chí lập tức nheo mắt lại đánh giá cao triết hôm qua lan khả nhi có nói với hắn về một người bạn qua thư ba năm liền của cố vi Lúc đó hắn đã đoán già đoán non, đối phương rất có khả năng chính là mối tình đầu của Cố Vi. Hôm nay gặp người thật, hắn càng tin vào phỏng đoán của mình. Xem ra, người từng khiến Cố Vi tổn thương chính là tên tiểu tử này chứ không ai hết. Tiểu tử thối, cư nhiên dám ức hiếp vợ ông, quả thật chán sống rồi. Bất quá nhìn phản ứng của Cố Vi, hình như cũng không quá thân thiết với cao triết, hoặc là vì chỉ mới khai giảng vậy vừa nghĩ đến đây chính là tình đầu của cố vi tư sùng chí liền thấy không phục một tên nhóc gầy tông teo như này có gì mà hay kiếp này có hắn ở đây đừng ai mơ được lại gần cố vi nửa bước bất kể tâm tình có trăm ngàn không muốn chào hỏi hắn vẫn khách sáo bước đến bạn nhỏ chào vừa chào hỏi đã đội ngay cho người ta cái danh ngây thơ ấu trĩ cố vi lại là người trưởng thành chắc chắn không thích thể loại ngây thơ không ngờ cao triết cũng rất lợi hại đáp chào chú may mà khả nhi lanh lợi cười nói tớ gọi là anh cậu gọi chú kiểu gọi gì thế này thế cậu gọi tớ gì luôn mới đúng cao triết nhất thời cạn lời lại nói tớ đi leo núi cùng các cậu được không dù sao trong trường cũng không có ai vội vàng như vậy chắc chắn là có ý với cố vi tư sùng chí không vui phân tích vốn không hề muốn để hắn đi nhưng núi lại gần đây nếu mình không đồng ý người ta cũng có thể tự đi được chi bằng vui vẻ đồng ý cho xong được thôi vậy cùng đi muốn đi theo cũng được có người để so sánh cũng tốt hắn nhất định sẽ cho cố vi thấy sức quyến rũ chỉ có ở đàn ông trưởng thành bọn họ cất xe vào trường đi bộ về phía núi bên cạnh trường học có con đường nhỏ tiến lên núi nhưng lại tương đối nhỏ bình thường chỉ có học sinh mới đi đường này người ngoài nếu muốn leo núi đều đi đường chính đường chính kia dễ đi hơn nhiều hai bên đường nhỏ cây cối mọc ung tùm, che hết ánh sáng mặt trời, chỉ còn một khoảng trăm mát. Tư sùng chí lấy ba lô từ tay cố vi đeo lại, bước song song cùng cô. Cao Triết cùng Lan Khả Nhi đi theo sau, Khả Nhi quả thực là một cái loa, chả mấy khi lại được trò chuyện cùng soái ca, liền phát loa không ngừng. Cao Triết vừa phụ họa với Lan Khả Nhi, ánh mắt vừa dừng trên người cố vi. Theo hắn thấy, cố vi và anh họ của Lan Khả Nhi hình như quá thân thiết rồi, không những ngồi sau xe, xuống xe còn đi cùng nhau mới chịu, lẽ nào giữa hai người họ có bí mật nào đó không thể nói cho người khác. Chương 18. Con đường nhỏ vào núi bằng phẳng, theo đó là hàng cây lục ấm trải dài, lâu lâu lại có gió thổi qua mang đến cảm giác trong lành, sảng khoái. Nhưng khi đến núi, đường lại không dễ đi như vậy nữa, vì bình thường ít người đi nên đường không những hẹp, còn có cỏ dại mọc thành từng bụi mấy người bọn họ vừa leo lên được một đoạn ngắn lan khả nhi đã hối hận biết vậy chúng ta cứ đi đường chính như mọi người cho rồi cố vi cố bước qua tảng đá lớn mới đáp đi thế này mới gọi là trải nghiệm leo núi đích thực tư sùng chí nhìn khuôn mặt vì vận động mà đỏ ửng của cô ý cười càng sâu có thể nhìn thấy bộ dáng vui vẻ hoạt bát của vợ mình thật vui trong ký ức kiếp trước từ khi hai người yêu nhau cô chẳng khác gì một cái ấm sắc thuốc dù ở nhà hay ra ngoài đều không rời được thuốc thang. Trời mưa hoặc vào đông, bệnh càng nặng hơn, thường xuyên đau khớp đến nửa đêm tỉnh giấc phải tìm thuốc uống. Nghĩ đến kiếp trước, lại nhìn về lúc này, hắn không khỏi cảm thấy hài lòng, tuy không có cách nào ông lấy cô, nhưng chỉ cần cô khỏe mạnh là đủ rồi. Cố vi, không ngờ cậu khỏe thật đấy. Cao Triết cười khen cố vi. Cố vi quay đầu nhìn hắn, lúc này nói với tớ e là còn sớm, mới bắt đầu thôi mà tiểu tử, nịnh hơi bị sớm rồi đấy, hư hư. Tư sùng chí đi đầu, nghe tiếng cô đáp phía sau, nhìn không được vui như muốn nhảy nhót. Đường lên núi càng lên càng dốc, bước chân của mọi người cũng chậm lại, Lan Khả Nhi đã đi tận sau cùng rồi, thở hắt không ngừng, cứ vài giây lại hỏi đã đến chưa. Tư sùng chí tuy đi đầu, nhưng sự chú ý của hắn từ đầu đến cuối chỉ có cố vi, phát hiện cô đi chậm lại, liền dừng lại chờ cô, cứ như vậy, cố vi vẫn giữ vững được ngôi vị á quân đi thứ hai nơi này bị nước suối làm ẩm thấp mọi người cẩn thận một chút tư sùng chí bước qua chỗ ẩm liền quay lại nhắc nhở mọi người cố vi bước ngay sau hắn nghe lời này xong đã không còn kịp phản ứng bước trượt chân cả người ngã nhào về phía sau tư sùng chính hoảng sợ vội giữ chặt cánh tay cô mà cao triết ở ngay sau cố vi đã đưa tay ra kịp giữ lấy eo cô kéo cả người cô vào lòng rồi Tư sùng chí vẫn chưa hết kinh hãi, nhìn cánh tay cao triết vẫn ở trên eo cố vi, hắn nheo mắt lại, cảnh cáo, thả ra. Cao triết bị vẻ hung hãn bất ngờ của hắn dọa sợ, lập tức rút tay về, nhận ra người đàn ông trước mặt mình quả thật không dễ gì dây vào. Trong nháy mắt suýt ngã, cố vi thực sự hoảng sợ, nhưng bị người đàn ông kéo vào ông chặt trong lòng ngực, còn nghe được tiếng tim hắn đang đập, thật khiến người ta có cảm giác an toàn. Sau khi ổn định lại thần trí, phát hiện tư thế của cả hai có chút không đúng mới vươn tay đẩy tư sùng chí ra cảm giác được ông thật tốt chỉ tiếc là quá ngắn mũi, thời khắc bị đẩy ra tư sùng chí cảm thấy không nở lại không thể không buông tiểu vi cẩn thận một chút a à. tuy đi sau cùng nhưng cảnh vừa rồi lam khả nhi cũng thấy hết đặc biệt là cảnh anh cô gắt với cao triết buồn cười nghĩ anh lớn như vậy dọa một đứa con nít có gì hay ho một giờ sau cả mấy người họ đã đứng trên đỉnh núi vì là chủ nhật người trên đỉnh núi cũng không hề ít bọn họ liền tìm một nơi an tĩnh nghỉ ngơi hiện tại trừ tư sùng chí ở nhà thường xuyên rèn luyện thân thể những người khác đều mất hết sức lực cả người thấm đẫm mồ hôi thở hổn hển tư sùng chí đưa cho mỗi người một chai nước khi đưa cho cao triết còn không nhịn được trêu chọc bạn nhỏ bình thường phải chú ý rèn luyện thân thể chỉ biết đọc sách thôi cũng không tốt đâu cao triết nhận nước nhìn tư sùng chí vác theo cơ mang đồ lên núi mà đến một tiếng thở dốc cũng không có thực sự không sao phản bác lời hắn đành im lặng để hắn trêu bên cạnh là lan khả nhi đã nghỉ ngơi đủ bày biện đồ ăn cố vi cũng qua giúp sau khi bày cơm xong còn lấy mấy món ăn vặt yêu thích ra bày cố vi kinh ngạc phát hiện hai người họ mang ba lô không to nhưng hóa ra đồ bên trong lại không hề ít hơn nữa còn là những món ăn cô thích quay đầu nhìn cao triết thấy hắn vẫn đang ngồi đó nghỉ ngơi mà tư sùng chí đứng ở tảng đá cách đó không xa đưa tay lên che nắng mắt nhìn xa xăm chỉ có thể nhìn thấy gốc nghiêng cùng tấm lưng thẳng tắp chỉ đứng vậy thôi cũng bất ngờ trở thành phong cảnh cuộc sống của học sinh chính là những tháng ngày học hành liên tiếp những bài tập chưa làm những bài thi chưa trải qua bọn họ không chỉ mang giấc mơ của chính mình còn gánh vác luôn cả giấc mơ của bố mẹ nếu học giỏi thì công thành danh toại nếu học không tốt thì về nhà trồng rau cố vi trước nay chưa từng nghĩ đến việc đi đâu học đại học nhưng sau khi nghe tư sùng chí nhắc đến bắc kinh thành phố này bỗng khắc sâu trong suy nghĩ cô chỉ cần nỗ lực không ngừng biết đâu chừng thật sự có thể đến đó học đại học hôm đó lớp phó phụ trách ngữ văn nghỉ học cố vi thay bạn thu bài tập đang đến giao lại cho phòng giáo viên vừa hay gặp cao triết đang đi đến liền đi cùng nhau cao triết do dự một hồi cuối cùng cũng hỏi cố vi cậu và anh họ của lan khả nhi là quan hệ gì tớ thấy hai người rất thân thiết cố vi ông chồng bài tập vẫn chuyên tâm bước đi nghe hắn hỏi vậy không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi lại nhìn đường không liên quan đến cậu nghe câu trả lời không lạnh không nóng này cao triết bỗng khẩn trương cố vi cậu đừng bị dáng vẻ của hắn lừa hôm đó tuy ở cùng nhau một lúc thôi nhưng tớ có thể nhận ra hắn chính xác là một con người phức tạp cậu nên tránh xa hắn một chút cố vi dừng bước nhấc cầm bình tĩnh nhìn hắn đừng đánh giá một người mà mình không hiểu nhưng hắn lớn tuổi như vậy cao triết chúng tôi là bạn bè không hơn cao triết nhìn cô khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng đã có thêm mấy phần không nhẫn nại cô đang giận sao nếu giữa hai người không có gì sao cô phải giận ngồi xe của đối phương bị đối phương ôm vào lòng những hành động thân thiết như thế nói chỉ là bạn bè hắn không tin hai người thật sự không phải đang yêu nhau Cao Triết nghi ngờ hỏi. Cố vi châu mày, yêu nhau. Cao Triết, cậu nghĩ nhiều rồi, chúng ta mới chỉ lớp 10, yêu đương gì tầm này. Đối diện với sự phản bác của cố vi, Cao Triết ngạc nhiên, lẽ nào hắn thật sự hiểu nhầm rồi. Lại nghe cô nói tiếp, tớ không hiểu vì sao cậu lại đoán vậy, nhưng mà, cho dù tớ có yêu ai, cậu cũng không có quyền chất vấn tớ. Cao Triết lập tức nghẹn hồng, đúng vậy, mình chỉ là bạn học cùng lớp lấy tư cách gì chất vấn người ta, mà có lẽ trong mắt người ta, mình mới là người kỳ quặc. Chuyện này tới đây thôi, sau này đừng nhắc nữa. Cố vi nói xong, tiếp tục bước đi. Cao Triết ngay ngốc tại chỗ, nhìn theo bóng lưng bỏ xa của cô, bỗng dưng cảm thấy không cam tâm, lại đuổi theo, nói, Cố vi, lẽ nào tình cảm ba năm của chúng ta, nói không còn là không còn nữa sao? Chú ý cách dùng từ của cậu, chỉ đơn thuần là tình bạn thôi nhưng hai chúng ta từng thẳng thắn trải lòng như vậy lẽ nào đây cũng là chuyện bạn bè có thể làm sao cao triết mặc kệ cậu nghĩ thế nào đối với tớ viết thư với cậu là kiểu viết thư cho bạn bạn tri tâm chỉ thế mà thôi đối diện với một cao triết cố chấp không buông như vậy cố vi dần mất kiên nhẫn cô vẫn quen với một cao triết luôn tươi cười hơn cao triết không hỏi nữa hắn tự nhủ không cần vội cao triết hai người còn ba năm bên nhau nữa nếu không đủ thì còn 4 năm đại học, chỉ cần cô ấy không để ý ai, thì không cần vội. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện leo núi hôm đó, nhìn vẻ hung hãn của ông chú đó, hắn liền thấy bất an, đó đích thị là một tên nguy hiểm. Lúc tan học, phòng giáo viên vô cùng ồn ào, thầy cô nói chuyện với nhau, giải thích bài cho học sinh, lại còn thêm tiếng quạt trần dội tới, huyên náo hơn bình thường. Cố vi bước vào, gặp thầy cô lớp nào đều sẽ chào, sau đó đặt bài tập lên bàn thầy ngữ văn đang chuẩn bị rời đi thì phía trước có hai người tiến đến, một người là giáo viên môn chính trị lớp cô, cố vi đang định chào thì bắt gặp người phụ nữ bên cạnh cô, ngay người, đó là Lan Vũ. Là vợ mới của bố cô, cố Quốc Khánh. Không phải bà ta là giáo viên tiểu học sao? Sao lại ở đây? Lan Vũ vừa nhìn là nhận ra cô, lần trước đến nhà nháo một trận lớn vậy, còn uy hiếp đến trường bà gây sự, sao có thể quên được? lâu lâu còn mới thấy tình cảnh hôm đó, tỉnh dậy cả người tê tê, bà ta lớn đến chừng này tuổi, chưa từng bị ai ức hiếp, không ngờ có một ngày bị một đứa trẻ con lăng nhục. Hai người cứ vậy im lặng nhìn nhau vài giây, vừa lúc cố vi xoay người muốn rời đi, Hạ Vũ đã nhếch mép cười, không lễ phép gì cả, gặp trưởng bối cũng không biết chào hỏi. Cố vi không quan tâm đến bà ta, chỉ gật đầu chào cô chính trị sau đó rời đi. Cô giáo không hiểu gì, hỏi người bạn bên cạnh, gì mà không lễ phép, gì mà trưởng với bối. Cố Vi là học sinh mũi nhọn của lớp. Thành tích vượt trội, thầy cô nào cũng thích con bé. Hạ Vũ hôm nay tới gặp cô là để lấy tài liệu, không ngờ sẽ gặp phải Cố Vi, nghe bạn mình tán dương Cố Vi không dứt, Hạ Vũ bực mình không thôi, thư ngữ, con nhỏ Cố Vi này không đơn giản, nó có thể là một học sinh giỏi trong mắt các người, nhưng chuyện riêng, nó ghê gớm lắm. Thư ngữ, giáo viên chính trị của Cố Vi, đừng thấy cô vì dạy chính trị mà nghiêm túc, thực ra nội tâm là một trái tim hừng hực bát quái, nghe Hạ Vũ nói vậy liền truy vấn, là sao? Nói kỹ hơn xem nào. Hạ Vũ thừa nước đục thả câu, nói cho cậu, cậu đừng nói cho ai đấy. Thư ngữ gật đầu đảm bảo. Bố cố Vi và mẹ nó ly hôn rồi, sau đó lấy tớ, vốn dĩ tài sản đều phân chia rõ ràng rồi, hai người xem như không can hệ, thế mà con nhãi cố Vi không biết được mẹ dạy thế nào, hay do tính nó vốn xấu, mà cả ngày đến cửa nhà tớ đòi tiền, rõ là không còn gì nữa rồi, vậy mà miệng mồm đanh đá, bảo nếu tớ không đưa sẽ đến trường gây sự, để tớ không được làm giáo viên nữa. Cậu nói xem, mới có 16 tuổi mà đã ghê gớm vậy rồi. Bà ta vừa nói vừa giận, bày ra bộ mặt ủy khuất. Ngữ thư bất ngờ, đương nhiên là tin lời bạn, thì con bé cần tiền, các cậu chứ cho đi, một đứa nhỏ, cần bao nhiêu cho cam. Hạ vũ trắng mắt, nói, mỗi lần đều đều đòi mấy ngàn tệ, tiền đâu mà cho nổi. Thư ngữ há hốc mồm, tiền lương cả năm của cô cũng không đến chừng đấy. Cố vi con bé này, chả lẽ lại tham lam đến vậy? Chương 19, 20 Chương 19 Một đứa con gái nhỏ, muốn đòi bố tiền, mà đòi tận mấy ngàn tệ, cũng quá đáng quá rồi. Ngữ thư cảm thấy có chút khó tin, con bé nho nhã biết điều như vậy, không giống loại người cậu nói. Hà Vũ nhìn vẻ nửa tin nửa ngờ của cô, lại nói, vậy chả lẽ là tớ lừa cậu? Ai mà biết được? Tri nhân tri diện bất tri tâm, nhìn bề ngoài, cậu sao biết trong lòng nó nghĩ cái gì? Nói xấu cố vi xong, Hà Vũ thở ra mùi tà ác, cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Cố vi không ngờ đến sẽ gặp phải ả đàn bà đáng ghét kia ngay tại phòng giáo viên, sau khi quay về, tâm tình trùng xuống, Lan Khả Nhi chọc cô cười, chọc cả nửa ngày cô cũng không phản ứng cuối cùng Lan Khải Nhi hết cách, đành tìm người khác chơi cùng. Hai ngày sau, Cố Vi dần quên đi chuyện này, tâm tình mới dần tốt lên, Hạ Vũ vốn không có quan hệ sâu sắc gì với cô, chỉ lâu lâu gặp mặt, không cần quá để tâm làm gì. Mà lúc này, phòng giáo viên của Nhất Trung lại bắt đầu truyền đi một tin bát quái, Cố Vi của lớp 10, một tuy thành tích học tập tốt nhưng tâm địa xấu xa. Lúc đầu, thương ngữ cũng không ngờ tin này sẽ được Lan nhanh vậy, vốn chỉ tùy tiện tám chuyện phím tiếc rằng miệng lưỡi thế gian xưa nay đã vậy một đồn mười mười đồn trăm đến khi chủ nhiệm lớp cố vi là trương hân nghe được tin này câu chuyện đã đi xa khắp cả trường rồi mà tệ hơn là đến học sinh cũng đã nghe được sau khi trương hân nghe được chuyện này việc đầu tiên là đi truy chân tướng tin đồn từ khai giảng đến giờ cô ít nhiều cũng hiểu được học sinh của mình tuy cố vi tính cách lạnh lùng nhưng là người có nguyên tắc nên cô vẫn tin học trò của mình là người có nhân phẩm. Cô tìm từng người hỏi dò, những người khác đều nói là nghe nói, thật không dễ dàng mới được người khơi màu. Thư ngữ lại một miệng khẳng định cố vi là đứa trẻ hư. Cô dựa vào đâu mà khẳng định vậy? Cô nghe người ta nói, hay tự mình kiểm chứng? Trương Hân bực dọc hỏi. Cô thấy thời kỳ này học sinh đều rất nhạy cảm, những lời đồn đại không hay này sẽ đà kích vô cùng lớn với các em thậm chí sẽ khiến các em mất đi động lực học tập. Đây là chuyện mà bạn thân tôi kể, tôi tận tai nghe thấy, sẽ không có chuyện sai đi đâu được." Thương ngữ hùng hồn đáp. Lời nói từ một phía của bạn mình, cô cũng tin. Tình bạn 10 năm, cô ấy chả có lý do gì gạt tôi cả. "Sao cậu có thể chắc chắn như vậy? Lỡ như đó là nói dối thì sao? Lời đồn cứ truyền đi như vậy sẽ tổn thương một đứa nhỏ." Cô hiểu không? Cô là giáo viên chính trị, cô cũng hiểu giáo dục tư tưởng quan trọng đến chừng nào mà. Thư ngữ cười nhạt, một học sinh như thế, tôi dạy không nổi. Cô thật sự không hiểu lý lẽ, cô như vậy mà cũng được coi là giáo viên sao? Trương Hân bình thường rất nhẹ nhàng, nhưng cũng bị loại người này làm cho tức điên, nhìn không được trách mấy câu. Hơn 10 năm làm nghệ giáo, điều cô ghét nhất chính là những giáo viên trẻ nông nổi như thế này. Đổi lại là lời nói không phục của thư ngữ, nói tôi phiến diện vậy cô hiểu cố vi chắc cô biết tường tận mọi chuyện sao bảo vệ nó như vậy chẳng phải cũng là tin một phía nó thôi sao trương hân thở nhẹ một hơi tôi chưa hỏi con bé nhưng tôi nhất định sẽ tìm hiểu chuyện này trước khi chân tướng sự việc chưa bày tỏ tôi sẽ không để ác ý vây lấy học sinh thôi cô thư cô nên tự mình biết mình đi lời nói của trương hân khiến thư ngữ có chút muối mặt lúc nghỉ giữa giờ Cố viên ngồi trên bàn đọc sách, Lan Khả Nhi đi chơi cùng bạn học khác, nhưng không lâu sau đã vội vã chạy về. Chỉ thấy một mặt khẩn trương, Tiểu Vi, Tiểu Vi, tớ vừa nghe xong một tin đồn về cậu. Bởi vì quá kinh ngạc, giọng Lan Khả Nhi khó tránh to bất thường, những bạn học còn trong lớp bị cô dọa một phen, dồn ánh nhìn về phía cô. Lan Khả Nhi vội che miệng lại, chạy về chỗ ngồi, thấp giọng bên tai cố vi, vừa rồi tớ nghe thấy tin đồn về cậu, ác ý lắm nói cậu là người xấu còn bảo gì đó mà tri diện bất tri tâm cố vi kinh ngạc dời tầm mắt khỏi sách giáo khoa khó hiểu nói rõ chút xem lan khả nhi nhún vai ý mình cũng không hiểu tớ chỉ nghe đến đó liền chạy về báo cho cậu là tin đồn không đầu không đuôi chi bằng không nói cố vi nói với cô cậu đúng là có thể đi nghe ngóng thêm rồi quay về nói với tớ mà có lý khả nhi gật gì vậy tớ đi đây nói rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. Bất ngờ bị đồn thổi, cổ vi buông sách xuống, nhìn ra cửa sổ. Sao bỗng dưng cô lại trở thành người xấu rồi? Mỗi ngày chỉ có mặt ở lớp học và ký túc xá, cũng không tụ tập giao lưu ở đâu, chắc không đắc tội với ai chứ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, người gần đây nhất cô gặp là Hạ Vũ, chẳng lẽ là bà ta bày trò. Mơ hồ cảm thấy bất an. Đến khi nghe tiếng chuông vang lên, lan khả nhi chạy vào phòng học cùng lúc với giáo viên nên hai người không cách nào nói chuyện lan khả nhi là người có chuyện tất phải nói không nói được liền viết rất nhanh đã có mảnh giấy truyền đến tớ hỏi rồi bọn họ nói là phòng giáo viên đồn bố mẹ cậu ly hôn cậu còn suốt ngày đi đòi tiền bố mà mỗi lần đòi cả vài ngàn còn nói nếu không chịu đưa sẽ đến trường vợ mới của bố làm loạn bây giờ ai cũng nói cậu là đứa hư hỏng đọc xong mẫu giấy mặt cố vi trắng bệch, quả nhiên là hạ vũ. Là một giáo viên mà lời nói dối lại dễ thốt ra đến vậy. Cô quả thực có đi đòi sinh hoạt phí một lần, nhưng sau lần đó không còn quay lại nữa. Không ngờ Hạ Vũ lại đổ cho cô là suốt ngày đi đòi tiền. Tại sao lại nói dối như vậy? Nghĩ đến đây, cố vi cả người tức giận, tùy ý bịa đặt về người khác như vậy, cũng xứng làm cô giáo sao? Lan Khả Nhi lại viết thêm một mẫu giấy, cậu đừng lo, chúng ta nghĩ cách giải quyết tớ tin cậu không phải người như vậy cố vi nghĩ một hồi mới viết lại cảm ơn đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống này nhất thời không biết xử lý thế nào cả người có chút ngây ngốc tâm trạng buồn phiền chuyện này oan cho cô quá nếu bố mẹ không ly hôn nếu bố không quen bà ta cô sẽ không bao giờ gặp phải loại chuyện này rồi nhưng chuyện cũng đã rồi cô phải làm gì đây phải làm gì mới có thể dẹp tan lời đồn? Nói với giáo viên chủ nhiệm, hay nói với mẹ? Vì có tâm sự, cả tiết cô không sao nghe giảng. Giáo viên nói gì bục cũng không sao nghe nổi. Cho đến khi giáo viên gọi đến tên mình mấy lần, cô vẫn không phản ứng, phải bị Lan Khả Nhi huýt một cái, mới giật mình đứng dậy. Cố vi, trò trả lời câu hỏi vừa nãy đi. Giáo viên nhìn cô, vẻ mặt không vui. Cố vi lúc này mới nhận ra, đây là tiết chính trị mà giáo viên trên bục chính là người hôm đó đi cùng hạ vũ cô giáo có thể nhắc lại câu hỏi không ạ à? vừa nãy cô thất thần cũng không biết câu hỏi ra sao nhưng câu hỏi này của cô như chích phải chỗ ngứa nào của vị giáo viên bà bắt đầu trận bảo cố vi trò làm sao thế tôi hỏi trò trò không đáp còn hỏi lại tôi một học sinh không nghe giảng còn quan minh chính đại thế tôi lần đầu thấy đấy thư ngữ sáng nay đã cãi nhau với trương hân tâm tình đang rất tệ bây giờ cả lớp của trương hân cũng khiến bà ta ghét bỏ không ngờ đến giờ lên lớp tội đồ cố vi còn công khai không thèm nghe giảng đến câu hỏi còn không biết khiến bà ta giận sôi người cố vi cứ đứng vậy đợi bà ta nói xong mới hỏi lại cô có thể nhắc lại không ạ à? thư ngữ nghiến răng bà ta thấy học sinh kêu mình nhắc lại mình liền nhắc lại là quá mất thể diện nhưng nếu không nhắc lại thì quá nhỏ nhen Cuối cùng bà ta nhắc lại câu hỏi, nhưng những học sinh có nghe giảng đều biết bà ta đã đổi câu hỏi. Bất quá cố vi nghe xong, suy nghĩ một hồi rồi trả lời lưu loát. Cố vi xưa nay luôn là tấm gương học tập, giáo viên muốn làm khó cô, hỏi câu hỏi của bài chưa học đến cũng không vấn đề gì. Nhưng có phải là vì lời đồn mà gây khó dễ cho cô không? Thư ngữ thấy cố vi trả lời trôi chảy, không có cách nào làm khó, chỉ có thể lạnh lùng nói, chú ý nghe giảng sau đó cho cô ngồi xuống bản thân quả thực có thất thần không nghe giảng cố vi cũng biết mình sai sau khi ngồi xuống liền gác lại tâm tư chăm chú nghe giảng tan học giữa trưa cố vi đến nhà ăn cùng khả nhi phát hiện nhiều người nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái liền nghĩ tiếng xấu đồn xa tin đồn này quả nhiên đã lan rộng rồi tiểu vi bọn mình mua cơm xong về ký túc ăn đi một đám người nhìn mình bằng con mắt ngờ vực quả nhiên không sao nuốt nổi cơm cố vi gật đầu kỳ thực cô cũng không hứng thú với ăn uống ăn đâu cũng được rốt cuộc là ai ác miệng vậy chứ tốt nhất đừng để tớ biết được lan khả nhi nghiến răng hôm đó tớ gặp vợ mới của bố ở phòng giáo viên có lẽ là bà ta nói với giáo viên nào đó cố vi nói ra phán đoán của bản thân vậy cậu giống lời bà ta nói thường đi đòi tiền chuyện này lan khả nhi thấy không tin được vì cô thường đến tiệm nhà cố vi buôn bán thuận lợi mà Diệp Huệ cũng rất hào phóng với Cố Vi, tiền tiêu vặt cho cũng không ít, nhìn họ cũng không giống người thiếu tiền. Lúc họ vừa kết hôn, tớ đến nhà bố đòi tiền nuôi con, ông ấy đưa rồi, tớ cũng không đến lần nào nữa. Vậy mà vợ ông ta dám đem chuyện này ra đổ xấu cho cậu, sao lại có con người ác đến vậy? Hai người đến dưới cổng ký túc xá, liền thấy chủ nhiệm Trương Hân đã đứng đợi ở đó. Cậu và cô lên tầng trước đi, tớ đi mua nước lan khả nhi đưa thức ăn cho cố vi xoay người chạy đi lan khả nhi chạy đến căng tin gọi điện thoại xảy ra chuyện lớn như vậy phải thông báo ngay cho tư sùng chí mới được kết quả gọi đến bắc kinh lại không có người kỳ đông nói với cô tư sùng chí mới vừa bay sang mỹ tạm thời không liên lạc được phải đợi đến khi hắn về mới thông báo được vậy cậu có thể qua đây xử lý chuyện này không lan khả nhi hỏi kỳ đông chị gái à tư tổng đi mỹ tôi sao có thể chạy đi chỗ khác được? Vậy làm cách nào đây? Chắc tối nay tư tổng sẽ gọi về, tôi lập tức báo ngay. Cũng chỉ còn cách đó thôi, Lan Khả Nhi bất lực cúp máy, nặng nề thở dài quay về. Hai, anh à anh mau về đi, cố vi bị người ta ức hiếp rồi kìa. Chương 20 Chủ nhiệm trương là xưa nay là người chính trực lại vui vẻ, cả ngày luôn cười hiền, chưa từng thấy bà nổi giận với ai bao giờ nhưng với những cô giáo như vậy học sinh lại ngoan hơn nghe lời hơn trong tiềm thức cho rằng cô giáo chính là người thân của mình trương hân theo cố vi về đến ký túc nhìn chung quanh mới nói một câu ký túc xá đẹp thật chắc ở thích lắm ha cố vi gật gật đầu vốn đã biết lý do chủ nhiệm tìm mình chắc em đã nghe rồi có một vài lời đồn trương hân thở một hơi nói chính sự cố vi gật đầu đưa ghế qua cho trương hân sáng nay đã nghe đứa nhỏ này đừng buồn để cô nói xong đầu đuôi đã sau đó em lại nói cho cô những gì em biết được không cô cũng là tìm hiểu sự việc từ giáo viên chính trị của các em cô ấy nói cô ấy và hạ vũ là bạn thân chục năm nay lần trước hạ vũ đến trường mình liền nói chuyện em đòi tiền bố cho cô ấy nghe nói mỗi lần đều đòi mấy ngàn tệ bọn họ không đáp ứng nổi còn nói em uy hiếp hạ vũ nói nếu không đưa sẽ đến trường bà ta gây sự trương hân nói đến đây tỉ mỉ quan sát cố vi phát hiện đứa nhỏ này mím mím môi cố nén nước mắt ra vẻ kiên cường đừng sợ cô tin em không phải người như vậy em nói cho cô chân tướng được không đừng lo cô sẽ giúp em cố vi hít một hơi thật sâu nước mắt im lặng rơi xuống đưa tay quẹt quẹt nước mắt nói với trương hân cô là hạ vũ nói dối lúc bố mẹ ly hôn em quả thực có đến nhà bố đòi tiền nhưng đó là tiền nuôi em hai năm mà bố mẹ đã thương lượng với nhau xong bố em muốn đưa theo tháng nhưng em sợ ông ấy không đưa nên tự mình đến đòi muốn ông ấy đưa hết một lần lúc đó em đúng là có dọa bà ta như thế nhưng em chưa từng nghĩ sẽ làm thật sau đó bố em đưa tiền em không còn đi đòi thêm lần nào nữa em không biết hạ vũ sao lại nói như vậy nói vậy có lợi gì có bà ấy chứ trương hân ngay lập tức hiểu được vấn đề hạ vũ này nhất định là ghi thù đứa nhỏ mới muốn bị đặt nói xấu việc này tuy không có gì là tốt cho bà ta chỉ là nếu đứa nhỏ khổ sở chắc bà ta sẽ thấy vui đứa trẻ tội nghiệp bố mẹ ly hôn còn kéo thêm một ả mẹ kế như vậy cô sẽ trấn áp tin đồn ở trường lại cây ngay không sợ chết đứng em đừng để tâm quá làm gì cô giáo việc này sẽ qua nhanh chứ dập tắt lời đồn là sẽ ổn thôi đúng vậy dập tắt lời đồn là sẽ không sao nhưng bị tổn thương có thể nói không sao sao cô giáo tại sao tất cả thầy cô đều không giống cô giáo viên không phải là người công tư phân minh lấy mình làm gương sao nếu không phải vậy sao có thể dạy dỗ được học sinh trương hân đứng dậy bước đến bên cố vi kéo tay cô vỗ vỗ đứa trẻ ngoan đừng nghĩ nhiều đừng để những lời đồn này làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em yên tâm rồi sự việc sẽ được giải quyết nhanh thôi. Cố Vi đáp, em biết rồi, cô. Chiều nay em có thể nghỉ học không? Trương Hân biết tâm trạng học trò không tốt, không tâm tư học tập, xin nghỉ một buổi cũng không có gì là quá đáng, liền gật đồng đồng ý, lát nữa em đến phòng cô, cô đưa em giấy xin phép. Nói chuyện xong, Cố Vi tiễn Trương Hân xuống lầu, vừa đúng lúc Khả Nhi quay về, đợi sau khi chủ nhiệm rời đi, mới vội hỏi cô, sao rồi? cô giáo nói thế nào cố vi lắc đầu cô ấy tìm tớ hỏi ngọn ngành nói sẽ giải quyết vậy bây giờ cứ để mặc người ta nói gì nói ư lúc nãy đến căng tin gọi điện thoại cô còn nghe thấy người ta nghị luận tụi ăn no rỗi nghề chỉ biết bàn tán sau lưng người khác cô vi mím mím môi lắc lắc đầu khả nhi than một hơi đi thôi ăn đã rồi nói cố vi nhìn cô im lặng lắc đầu giờ tâm trí đâu mà ăn cơm nữa cậu đi ăn đi tớ có việc ra ngoài trường một chuyến cậu đi đâu về nhà à không lan khả nhi vội vàng kéo tay cô bất kể cậu đi đâu đều phải cho tớ đi cùng sau đó hai người đến chỗ trương hân viết giấy xin phép sau khi ra khỏi trường cố vi đi về hướng trạm xe buýt đọc lộ tuyến tìm được chuyến mới im lặng đứng đợi lam khả nhi không hiểu nhưng vẫn đứng đợi cùng cố vi trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng nhìn vộ dạng cô lúc này, không nỡ phiền cô nữa, chỉ đành im lặng đứng chờ. Đợi sau khi xe số 8 dừng, cố vi kéo Khả Nhi lên xe, giờ không phải là giờ cao điểm, hơn nữa trạm dừng cũng gần nên trên xe không có mấy người. Hai người rất nhanh tìm được chỗ ngồi, Khả Nhi nhìn không nổi nữa, hỏi. Rốt cuộc cậu muốn đi đâu vậy? Đến tiểu học đệ tứ. Đến đó làm gì? Lan Khả Nhi càng thắc mắc hơn. Tìm hạ vũ hạ vũ là ai tin đồn lan đến tận giờ nhưng lan khả nhi cũng không biết người khơi mào là ai vợ mới của bố tớ á à? cậu đến đó tìm bà ta làm gì cãi lộn á lan khả nhi giật mình đứng dậy trong mắt lộ rõ vẻ không hiểu may mà mình đi theo nếu không cố vi đơn phương độc mã đến tìm người đảng bà kia hậu quả là gì thật không dám nghĩ nhưng mà mình đi theo thì có ý nghĩa gì hai đứa con nít có thể làm nên đại sự sao nếu đánh nhau trường tiểu học kia là địa bàn của hạ vũ hai đứa tuổi cô làm sao đánh lại nghĩ đến đây lan khải nhi hận không cách nào mắng vốn anh mình trong thời khắc quan trọng như thế này nếu có anh khẳng định sẽ không để hạ vũ tác oai tác quái nói mấy câu là có thể dập tắt mọi lời đồn cố vi đương nhiên không đến tìm hạ vũ để cãi vã từ lúc biết đến lời đồn cô không hề dễ chịu chút nào nghĩ mãi không thông hạ vũ lấy việc này công kích cô quả thực quá buồn cười rồi thế nên cô mới muốn gặp mặt chất vấn bà ta nhất định bắt bà ta phải xin lỗi nếu không cô thật sự không ngại làm náo loạn trường bà ta xe cuối cùng cũng dừng ở trường tiểu học cố vi kéo lan khả nhi xuống xe bước đến cổng trường trường tiểu học này xa đã lâu nhìn qua có chút cổ kính cả hành lang đều in vết tích cũ kỹ lúc này đang là giờ nghỉ cửa lớn mở rộng lúc cả hai đến cũng bị bảo vệ chặn lại vì bọn họ mang đồng phục nhất trung vừa nhìn là biết trường khác cuối cùng cố vi phải giải thích nói đến tìm cô giáo hạ vũ bảo vệ mới cho vào giờ đang là giờ nghỉ bà ta có ở trường không lan khả nhi thắc mắc có bố tớ buổi sáng kinh doanh ở tiệm không ở nhà bà ta luôn ăn cơm trưa ở trường lúc cô đến lấy phí sinh hoạt đã tìm hiểu qua chuyện hai người bọn họ nên mới có thể chắc chắn đến tìm như vậy giờ nghỉ trưa bốn bề im lặng thầy cô đa số đều về nhà những ai không về mới ở lại trường nghỉ ngơi nên văn phòng chỉ khép hờ cố vi thành tục đi đến văn phòng đẩy cửa ra xem phát hiện hạ vũ đang nằm ngủ trên bàn làm sao giờ lan khả nhi thấp giọng hỏi cô cô luôn tự nhận mình trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa nhưng hôm nay đi cùng cố vi mới nhận ra cố vi mới là người trưởng thành thật sự từ hành động tới cách nghĩ bản thân đều không theo kịp cô nàng nói sao nhỉ cố vi cho cô cảm giác có suy nghĩ tính toán đủ lạnh lùng tỉnh táo rất có trách nhiệm bản thân thật sự có chút sùng bái cô bạn này cố vi không để ý đến cô trực tiếp gọi hạ vũ cô hà có người tìm thanh âm trầm thấp không quá ồn ào vừa đủ để người trong phòng đều nghe thấy hạ vũ mơ mơ màng màng nghe tiếng gọi liền ngồi dậy Đợi khi cả người hoàn toàn tỉnh táo mới đứng dậy đi ra khỏi cửa, cửa vừa mở, nhìn thấy Cố Vi mới bất ngờ, không vui nói, mày đến đây làm gì? Cố Vi không quan tâm đến thái độ của bà ta, tìm bà hỏi vài chuyện. Tao chả có gì để nói với mày cả. Từ khi Cố Vi cầm 4.800 tệ ra đi, hạ vũ hận cô đến điên người, từ trước giờ bà ta chưa gặp đứa nhỏ nào biết chọc tức người như cô. Cố Vi hỏi bà ta, sao bà lại đến trường tôi đồn bậy bạ? nói tôi suốt ngày đến nhà bà đòi tiền lúc cố vi đến đây hạ vũ đã đoán ra được nguyên nhân nhưng bà ta khẳng định không ngờ tời và lời nói dối tùy tiện của mình hai ngày này đã tạo nên tin đồn hót nhất nhất trung nghe lời chất vấn của cố vi hạ vũ hừ lạnh thế mày chưa đến đòi tiền tụi tao chắc tôi chỉ đến lấy tiền từ ba cũng chỉ có một lần vốn đó là tiền cho tôi bà lại đi nói với người khác tôi thường đến đòi là một giáo viên mà đến nói dối cũng làm được sao hạ vũ nhất thời nghẹn họng cái miệng cũng ghê gớm đấy có lần một thì sẽ có lần hai sẽ có vô số lần ai biết ngày nào mày sẽ lại đến nữa nhìn bộ dáng của mày bị cố quốc khánh bỏ rơi cũng đáng lắm lan khả nhi đứng bên cạnh nổi giận con người này nói chuyện kiểu gì vậy đã nói dối còn ngụy biện cố vi đưa tay ngăn khả nhi chỉ lạnh lùng nói hạ vũ bà ngay lập tức xin lỗi tôi chỉ cần bà xin lỗi tôi sẽ không truy cứu nữa nhìn vẻ mặt cao cao tại thường của cố vi hạ vũ càng tức điên một đứa nhỏ không cha lấy gì mà bày ra bộ dạng thanh cao đó có gì mà ghê gớm bà ta mới đúng là người nên kiêu ngạo a à, không chỉ lấy được cố quốc khánh còn khiến ông ta đem hết tài sản đổi thành tên mình trước mặt bà ta cố quốc khánh còn ngoan ngoãn nghe lời cố vi mày nghĩ mày là loại gì mày đi đi tao sẽ không xin lỗi đâu hà tất phải xin lỗi loại người như mày phí tâm sức hạ vũ phất tay đuổi người xin lỗi đi cố vi đứng im yêu cầu mày có phiền không thế tao đã nói không là không hạ vũ trợn mắt chưa từng thấy qua đứa nhỏ nào đáng ghét thế này có phải bà nói tôi uy hiếp bà đúng không tôi không ngại làm thật đâu cho nên xin lỗi ngay hạ vũ cương nhiên nhớ chuyện cô uy hiếp bà ta Cố vi quả thật không ngại làm thật, dù sao trong mắt mọi người, cô vẫn chỉ là thiếu niên chưa hiểu chuyện. Nói đến chuyện uy hiếp, Hạ Vũ lập tức như dẫm phải kim, cố vi bây giờ không ngừng đòi uy hiếp bà ta, còn chạy đến thực trường, thật ép người quá đáng. Chỉ vì mấy câu nói mà mày lấy cớ chạy đến đây, cố vi, ai cho mày cái gan đấy? Lan Nhi vẫn đang bị cố vi giữ tay, nay nhìn không nổi nữa, chỉ vì mấy lời nói. Bà có biết là, mấy lời của bà đã bị truyền đi khắp nhất trung làm cố vi tổn thương thế nào bà gánh nổi không lớn đến chừng này rồi mà đây là lần đầu tôi gặp một giáo viên như này đấy bà căn bản không xứng là giáo viên hạ vũ nghe đến việc mấy lời này đã bị truyền đi khắp nơi liền bị dọa một phen đây là việc bà ta không nghĩ tới thương ngữ này sao lại không biết giữ lời vậy nhưng nghĩ kỹ thì cũng không liên quan đến mình dù sao cũng không phải mình đích thân đi nói với từng người thế thì liên quan gì đến tao, tao cũng không đi truyền tin, tụi bay có tức thì nên tìm người truyền tin mới đúng. Lan Khả Nhi trợn ngược mắt, bà có bị sao không đấy, nếu không phải bà đi nói lung tung, người ta làm sao biết được, chỉ bắt xin lỗi thôi là nhẹ lắm rồi, chúng tôi còn đi kiện bà được đấy. Hạ Vũ nghe vậy càng điên hơn, nghiến răng nghiến lợi, tao lười nói chuyện với tụi bay, còn không đi là tao gọi bảo vệ. Xin lỗi đi. Cố vi kiên trì không tiếng không lùi, không khác gì hôm đến nhà bố đòi tiền hạ vũ không muốn phí lời nữa xoay người về văn phòng không ngờ vừa xoay lưng cố vi lập tức hét lên hạ vũ bà là hồ ly tinh phá hoại gia đình người khác bà khiến tôi không có cha bà cố vi chưa nói xong đã thấy hạ vũ nhào người đến giơ tay muốn đánh cố vi kinh hãi cho rằng bà ta muốn đánh mình liền phản kháng ai ngờ vừa đưa tay ra đã đẩy hạ vũ ngã xuống đất khả nhi vẫn chưa kịp phản ứng há hốc nhìn Hạ Vũ nằm chỏng vó dưới đất. Hạ Vũ chỉ đơ một hồi, rất nhanh đã phản ứng lại, vội đứng dậy hét lên, loạn rồi, chết mất thôi, học sinh đánh cô giáo còn ra thể thống gì nữa. Lúc này là giờ nghỉ trưa, cả trường rất an tĩnh, ba người bọn họ náo lên như vậy, những thầy cô khác trong văn phòng đương nhiên bị lây tỉnh, vội ra ngoài xem tình hình. Hai người là ai? Tới đây làm gì? Có một cô giáo lớn tuổi hỏi Cố Vi và Khả Nhi, khả nhi nhìn cố vi còn ngay người bên cạnh cao giọng đáp tụi em đến đây tìm hạ vũ đối chất bà ta đến trường em tung tin đồn thất thiệt nói xấu cố vi tụi em đến tìm yêu cầu bà ta xin lỗi tung tin đồn cô giáo này nghi hoặc nhìn lên hạ vũ cô hạ nếu không có gì đáng ngại thì đứng dậy nói chuyện đi thế này thì còn ra thể thống gì nếu bị đánh thật thì có thể đi viện kiểm tra xem xem ra chức vụ của cô giáo kia không tầm thường hạ vũ nghe xong liền đứng dậy Chủ nhiệm, cô đừng nghe lời hai đứa này nói bậy, vì em và bố cố vi kết hôn, con bé cả ngày đều tìm em gây sự. Cố vi bình tĩnh nhìn bà ta, người nói bậy là bà, chẳng lẽ vì bà là người lớn, nên có thể nói dối tùy tiện như vậy. Một người nói dối thành quen, còn có thể tự nhận là nhà giáo sao? Liền đó, cố vi lại nói với chủ nhiệm kia, cô giáo, em là cố vi, cô có thể cho em chút thời gian để giải thích với cô về lý do em đến đây không? rõ ràng chỉ là một đứa nhỏ lời nói ra lại có trước có sau rõ ràng rành mạch như vậy khiến người ta cảm thấy thực dễ chịu có hảo cảm chủ nhiệm lưu không khỏi đánh giá cô vài phần vào văn phòng nói đi một đoàn người cùng tiến vào văn phòng hạ vũ lúc này mới thấy có chút sợ hãi không ngờ cố vi lại to gan đến vậy dám trực tiếp nói chuyện với chủ nhiệm lưu làm sao bây giờ mình quả thực có nói dối nếu chuyện này bị công khai danh dự chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nhưng lúc này lại không thể ngăn cản bọn họ nói chuyện hạ vũ nhất thời thấy cả người như đứng trên đống lửa bất quá chưa để chủ nhiệm lưu ngồi xuống điện thoại trong văn phòng reo lên vì điện thoại cách bà ta không xa bà ta liền nhấc máy nói vài câu với đầu dây kia lại hướng mắt về phía cố vi và lan khả nhi nói hai bạn học kia quả thực đang ở chỗ tôi họ có mâu thuẫn với cô hạ đối phương lại nói gì đó bà ta gật đầu được rồi tôi đợi cô vậy tôi để hai đứa nhỏ về trước chủ nhiệm lưu gác máy nói với cố vi chủ nhiệm của hai đứa gọi điện tới nói để hai đứa về trước về chuyện cô hạ cô ấy sẽ đích thân đến đây một chuyến nhưng cố vi còn muốn nói gì đó nhưng chủ nhiệm lưu đã vui vẻ ngăn lại đứa nhỏ này em cứ về đi chuyện này cứ để người lớn giải quyết lãnh đạo đã nói vậy rồi cố vi cũng hết cách đành cùng khả nhi quay về kỳ thực cố vi chỉ đơn thuần muốn nghe xin lỗi làm sai thì phải xin lỗi nhưng cô đã xem nhẹ thế giới của người lớn một câu xin lỗi đối với hạ vũ mà nói là chuyện không thể bà ta có thể biết mình sai nhưng chắc chắn không xin lỗi trong mắt bà ta cố vi chỉ là một đứa con nít suy nghĩ của con nít căn bản không cần quá quan tâm cô trương có ý gì vậy sao lại gọi tụi mình về chỉ cần tụi mình giải thích xong không phải mọi thứ liền rõ ràng rồi sao Lan Khả Nhi vừa đi vừa trách móc. Cố vi miếm miếm môi, nói, chuyện này nếu để chúng ta nói, chủ nhiệm Lưu sẽ nửa tin nửa ngờ, nhưng nếu là cô Trương nói, thì độ tin cậy sẽ cao hơn. Lan Khả Nhi gật gù, ồ, ban nãy cậu đẩy bà ta còn nhẹ đấy, cậu phải dùng lực hơn nữa. Cố vi lắc đầu, tớ không nghĩ tới bà ta sẽ động thủ, lúc bà ta nhào đến tớ bị dọa nên mới theo bản năng giơ tay ra. Người không hiểu lý lẽ như vậy, động thủ liền động thủ, tụi mình còn trẻ, lo gì không đánh lại bà ta. Lan Khả Nhi quả thực không ngại đánh nhau với bà ta. Hai người vừa đến cổng trưởng tiểu học đã thấy Diệp Huệ tất tả chạy đến. Mẹ! Cố Vi kinh ngạc tiến đến, sao mẹ lại đến đây? Ai da, con bé này, chuyện lớn vậy sao không nói với mẹ? Diệp Huệ đến bên con gái, nhìn qua con một lượt, có làm sao không? Cãi nhau với Hạ Vũ sao? Không có sợ Diệp Huệ lo lắng, cố vi lắc đầu. Nhưng Lan Khải Nhi bên cạnh lại không hiểu ý, sao lại không chứ, không những cãi nhau, suýt nữa còn động thủ, may mà cố vi phản ứng nhanh, đẩy ngã bà ta trước. Diệp Huệ nghe xong hoảng hồn, xoay người cố vi mòng mỏng, lại kiểm tra tay chân, sao còn động thủ nữa, tiểu vi, có bị thương ở đâu không? Cố vi giữ chặt mẹ, mẹ, con không sao, sao mẹ biết con ở đây? À, là cô chủ nhiệm con gọi cho mẹ, cô ấy muốn tìm hiểu chuyện của con, lại phát hiện con xin nghỉ phép nhưng không về nhà, nên đoán con đến trường tiểu học tìm Hà Vũ, mẹ sợ con kích động làm chuyện dại dột nên đuổi theo đến đây. Diệp Huệ kể lại. Đứng trước mặt mẹ, cô Vi mới giống trẻ con hơn một chút, chỉ thấy cô nhẹ biểu môi con giống kiểu người dễ bị kích động lắm sao. Sao lại không giống, chuyện lớn như vậy, con nên để cô giáo và mẹ đi giải quyết, một mình con chạy qua đây, con còn nhỏ, ai sẽ tin con? Con chỉ muốn bà ta xin lỗi. Con á, đúng là không chịu nổi chút ấm ức nào mà. Thôi về đã, về nhà rồi nói. Cô Trương nói hai ngày nay con cứ ở nhà nghỉ ngơi đã. Nghe cố Vi sẽ ở nhà nghỉ ngơi, Lan Khả Nhi ghen tị, tớ cũng muốn nghỉ ngơi. Cậu đến trạm bắt xe số 8 về đi. Cố Vi vô tình từ chối cô. Lan Khả Nhi dãy nảy, không muốn đâu, cô cho tớ nghỉ buổi chiều, tớ nghỉ ngơi xong mai sẽ quay về trường. Thế là ba người cùng về tiệm quần áo. Trước đây con tự mình đi đòi tiền bố, mẹ đã thấy sao sai, quả nhiên bị người ta nói ra nói vào, hạ vũ này quả là chẳng ra gì, cư nhiên nói xấu một đứa trẻ, mẹ không xong với bà ta đâu, đừng nghĩ dịp huệ này dễ bắt nạt. Cướp chồng thì thôi đi, dù sao người đàn ông đó cũng không đặt tâm trí cho gia đình nữa, nhưng cư nhiên dám động vào con gái bảo bối của bà, chỉ riêng việc này thôi cũng đủ khiến bà liều mạng với mụ ta mẹ chúng ta không sai hạ vũ mới sai nếu cô không tự mình đi dòi tiền với tính cách của bố cô khẳng định sẽ không tự đưa như vậy thì lợi cho hai người kia quá cô trương tốt thật đấy giải thích với mẹ từ đầu đến cuối còn thăm hỏi tình hình của con cuối cùng còn nhắn mẹ giải thích cho con hiểu sợ con vì chuyện này mà ảnh hưởng học tập cô ấy còn nói đã phản ánh với nhà trường lãnh đạo cũng đã học khẩn để các giáo viên khác đi giải thích lời đâm đặt, hình như còn xử lý giáo viên tạo ra lời đồn kia. Nghe Diệp Huệ nói, cố vi không khỏi kinh ngạc, từ lúc cô ra khỏi trường đến giờ chưa đầy hai tiếng, cô chủ nhiệm đã vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy. Cô trương tốt như vậy, con nhất định phải nghe lời cô đó, lần sau còn vấp phải chuyện này, nhất định phải để người lớn xử lý, biết chưa? Con hiểu rồi. Hôm nay cô quả thật bị kích động rồi, lại hỏi cô giáo có nói người tung tin đồn là ai không ạ à. dịp huệ nghĩ một hồi hình như là họ thư quả nhiên là cô thư thảo nào lại nhân tiết chính trị làm khó cô xem ra giao tình với hạ vũ rất tốt được rồi đừng nghĩ đến chuyện không vui nữa tối nay mẹ làm cơm ngon cho hai đứa dịp huệ an ủi cố vi kỳ thực trong lòng cũng rất tức giận bà định chờ lúc cố vi không ở nhà sẽ đi tìm cố quốc khánh nói chuyện bảo ông ta quản hạ vũ đừng để ả đi ra ngoài cắn bậy đến một đứa con nít cũng dám bắt nạt thì là loại người gì không ngờ bà chưa đến tìm người ta đã tìm đến tận nhà buổi tối ba người ăn cơm xong còn chưa kịp đóng cửa tiệm cố quốc khánh đã hùng hục lao tới trước cửa người chưa thấy mặt miệng đã mắng lớn dịp huệ bà xem bà dạy con thế nào con nhỏ đã học đánh người nó là lưu manh chắc cố vi cùng khả nhi đang tìm đồ cho khách nghe tiếng cố quốc khánh liền bị dọa hoảng, buông áo quần xuống, ngay ngốc nhìn cố quốc khách. Mà Diệp Huệ đang rửa bát, nghe tiếng liền chạy vội ra, trên tay còn cầm đĩa chưa rửa sạch xà phòng. Hay cho cái tên cố quốc khánh, tôi còn chưa tìm ông ông đã đến tận cửa, có biết xấu hổ không thế? Làm vợ cả mười mấy năm, tuy rất nghe lời nhưng hai người ở với nhau kiểu gì cũng sẽ có cãi vã, mà mỗi lần cãi nhau, bà cũng không chịu thu cố quốc khánh vì thế lúc này bà càng không việc gì phải sợ ông ta sao tôi lại không dám tới con bà đánh hạ vũ bị thương còn hại người ta bị đình chỉ tôi tới tính sổ với bà cố quốc khánh tức giận nói dịp huệ nghe xong cười nhạt cố quốc khánh con gái lớn chừng này nó biết đánh nhau không ông còn không biết sao kể cả nó có đánh người sao ông không hỏi nó sao lại đánh đừng nói là hạ vũ kia chưa bị đánh kể cả thật sự bị đánh rồi vậy cũng là đáng đời, vì chuyện bà ta là không phải chuyện người làm. Cơ mơ nờ bà nói cái gì, gì mà không phải người, cô ấy giết người hay là phóng hỏa, không phải là nói con nít mấy câu thôi sao, có gì mà ghê gớm, có nhất thiết phải bám riết lấy, chạy tới tận trường không? Không có gì ghê gớm. Là người lớn mà lại tung tin đồn làm hại một đứa nhỏ, thế là không ghê gớm. Cố Quốc Khánh, lương tâm ông bị chó tha rồi sao, ông còn ra dáng người lớn không? vì một ả đàn bà không ra gì mà chạy như chó dại đến đây sủ lung tung, ông còn liêm sĩ không? Diệp Huệ điên tiếp lên không ai cản được. Hôm nay vốn ông một bụng tức, không ngờ tên súc sinh này còn tìm đến cửa, vậy đừng trách bà không khách khí. Cố quốc khánh không nói lại được Diệp Huệ, chỉ có thể trừng mắt uy hiếp, nhưng ở đây không ai thèm sợ ánh mắt của ông ta. Hít một hơi sâu, y mới thấp giọng, Diệp Huệ, tôi không cãi nhau với đàn bà nói xem phải làm sao đi, cố vi làm hạ vũ bị thương hai người phải bồi thường cô ấy gì ả à ta bị gãy tay hay tàn tật còn đòi bồi thường cố vi bên cạnh nói con không đánh người con chỉ đẩy bà ta bà ta không bị thương cố quốc khánh lại trừng mắt hung hãn nói với cố vi đây không có chỗ cho con chen vào bồi thường được đợi đấy diệp huệ nói xong quay vào nhà bếp cố vi và lan khả nhi đều khó hiểu không biết diệp huệ muốn làm gì mà Cố Quốc Khánh tưởng mình đã đạt được mục đích, Diệp Huệ đã đi vào lấy tiền rồi. Không qua bao lâu, Diệp Huệ quay lại, trên tay ông một chồng đĩa lớn. "Cố Quốc Khánh, hôm nay tôi thanh toán hết cho ông, ông là cái thứ không biết liêm sĩ, con gái mình bị bắt nạt cũng không thèm hỏi một câu, cư nhiên đến đòi bồi thường, cái thứ lương tâm chó gặm như ông, để tôi ném chết ông." Vừa dứt lời, Diệp Huệ đã cầm bát ném về phía Cố Quốc Khánh. Choang. Trong nháy mắt, tiếng đĩa vỡ làm cố quốc khánh giật mình lúc đĩa vỡ y vội nhảy lên mấy bước tức giận con mụ điên này bà muốn mưu sát tôi loại người như ông giết rồi cũng không hết hận diệp huệ nói rồi lại ném thêm một chiếc đĩa qua dừng tay bà dừng tay cho tôi diệp huệ đâu thèm nghe y nói từng chiếc từng chiếc nối đuôi nhau cho đến khi cả tiệm ngập đĩa vỡ và tiếng thét của cố quốc khánh cố quốc khánh lùi ra ngoài cửa hung hãn nói con mụ điên này cứ đợi đó mà xem lời chưa nói xong đã bị dịp huệ ném thêm cái nữa vội vàng bỏ chạy nhìn đống đĩa vỡ trên sàn dịp huệ cuối cùng cũng không kiềm chế được nỗi xót xa ngồi trên ghế hai tài che lấy mặt khóc hu hu thành tiếng cố vi bước đến ông chặt lấy bà mẹ mẹ đừng lo từ nay về sau con cũng không cần có bố nữa trước đây khi bố mẹ ly hôn cố vi tuy buồn nhưng trong lòng cô cố quốc khánh vẫn luôn là bố mình dù ông ta có đối xử với mẹ thế nào dù ông ta không cần đứa con gái này thì cô vẫn nghĩ đợi ông ta già rồi không còn đi làm được nữa mình nhất định sẽ phụng dưỡng bố nhưng vừa nãy hành động không nể nang gì của ông ta đã khiến cố vi hiểu con người này thật sự không còn là cha mình nữa có lẽ sau này khi ông ta già cô vẫn sẽ gửi tiền phụng dưỡng nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi ông ta không xứng có một đứa con hiếu thuận Tiểu Vi, đứa con tội nghiệp của mẹ, sao con lại có một người bố như vậy chứ? Bà thở dài một hơi, đau lòng vô cùng, một con người tệ bạc như vậy, bà cư nhiên ở chung đến 16 năm, thật đúng là mù rồi. Lan Khả Nhi bị tình huống này làm cho ngây người, cả nửa ngày sau mới phục hồi, đợi cho đến khi khắp mặt đất toàn là mảnh để mở mở tỉnh táo, vội vàng đi tìm chỗ quét, lại nhắc hai người kia, hai người đừng động đậy, đợi con quét xong chỗ này rồi nói, đừng để giẫm phải chân vừa nói vừa nghĩ anh à anh về đi lại xảy ra chuyện lớn rồi lan khả nhi có dự cảm không hay cố quốc khánh chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu ngày hôm sau lan khả nhi vẫn đòi ở lại tiệm cho bằng được miệng thì nói là khó lắm mới trốn học một lần thực ra cô lo cố quốc khánh sẽ tìm đến tận nhà tuy không giúp được gì nhưng ít ra đã làm nội ứng cho tư sùng chí trách nhiệm của cô là thay anh trông chừng cố vi sáng thứ sáu Tư sùng chí vừa sáng sớm đã xuất hiện ngay trước cửa tiệm, mang theo bộ dáng mệt mỏi, lôi thôi. Khả Nhi nhìn thấy anh họ, cuối cùng cũng an tâm thở phào. Bất quá cô vẫn giả bộ trách móc, anh, bộ dạng anh sao thế này, như kiểu mới qua đại nạn không bằng. Tư sùng chí liếc cô, mới từ Mỹ về, vừa xuống máy ba là chạy đến đây rồi. Lần này tuy mệt mỏi nhưng cứ nghĩ cố vi đang gặp trắc rối, anh liền hận không thể lập tức chạy đến bên cô, cho nên có mệt đến mấy cũng không nghỉ ngơi lết đến bằng được tư tiên sinh đã ăn sáng chưa đến ăn cháo luôn đi mọi người cũng thân nhau rồi cứ gọi tên cháu là được tư sùng chí cười nói với dịp huệ dịp huệ nhìn anh một hồi vui vẻ gọi sùng chí a cháu trắng tốt cho dạ dày đến ăn cùng đi vậy cháu không khách sáo nữa cố vi đứng dậy lấy thêm ghế lại vào trong bếp lấy bát đũa tư sùng chí không gặp cô một thời gian lúc này nhìn cô đến xuất thần suýt nữa còn chảy nước miếng may mà lan khả nhiên ngồi bên đá chân anh anh mới giật mình trở lại trạng thái bình thường vội nhận lấy bát cháo từ cố vi cũng không cần xem nóng hay không đã cho vào miệng nóng quá tư sùng chí nháy mắt cảm thấy miệng lưỡi bị đốt cháy rồi sau một trận hỗn loạn mọi người lại ngồi xuống ăn cháo sắc mặt tư sùng chí trầm lại nội tâm thương tiếc cho hình tượng đã bay màu của mình ăn xong bữa sáng tư sùng chí vì muốn lấy lại hình tượng liền nói chính sự với dịp huệ cháu nghe khả nhi nhắc đến chuyện của cô vi mẹ cố nếu cần cháu giúp gì cứ nói cháu nhất định sẽ giúp hết sức thực ra không phải lan khả nhi nói với anh mà anh trực tiếp gọi đến cho hiệu trưởng hỏi rõ tình hình dịp huệ thở dài một hơi trường học cũng đã xử lý cô giáo tung tin đồn rồi như vậy cũng đủ rồi chỉ cần con bé có thể chuyên tâm học hành ta cũng an tâm rồi tư sùng chí gật đầu loại giáo viên không có đạo đức như vậy không thể để cô ta ở lại trường được phải tước đi cả tư cách làm giáo viên luôn mới đúng chuyện này dân đen như chúng ta làm sao mà nói được dịp huệ cảm khái tư sùng chí cười cười cũng không nói gì xoay người hỏi cố vi anh nghe nói em đến trường tiểu học là vì muốn hạ vũ xin lỗi cố vi gật đầu dù là người lớn hay trẻ con làm sai cũng nên xin lỗi có lý em làm tốt lắm trong lòng nghĩ gì thì cứ làm vậy không cần phải sợ ai hết em thật sự không cần phải sợ ai hết vì anh sẽ luôn luôn ở bên em chặn hết những thứ làm tổn thương em lần này anh đến trễ rồi bảo bối xin lỗi em ăn xong bữa sáng không bao lâu tư sùng chí chào tạm biệt thuận tiện kéo lan khả nhi đi vừa lên xe tư sùng chí đã bắt cô kể từng câu từng chữ từng chi tiết mọi chuyện anh muốn giải quyết từng ngóc ngách may mà trí nhớ của lan khả nhi không tệ thậm chí cô còn nhớ lúc đến tìm hạ vũ hạ vũ mang áo quần gì đi giày gì nên tư sùng chí hỏi gì cũng không làm khó được cô kể xong chuyện lan khả nhi vẫn lo lắng cố quốc khánh nhìn đáng sợ lắm sợ là lão ta sẽ báo thù tư sùng chí hư lạnh yên tâm anh sẽ khiến lão ta không còn tâm tình nào mà báo với thù nữa đưa lan khả nhi về nhà xong tư sùng chí cũng không hề nghỉ ngơi lập tức đến nhất trung hẹn với hiệu trưởng Khâu. Đến trường, Khâu Dịch Trạch đã đứng một mình chờ sẵn. Hai người còn không kịp chào hỏi, Khâu Dịch Trạch đã vội xin lỗi. Chuyện lần này, quả thực xin lỗi, lúc tôi phát hiện ra, tin đồn đã loan cả trường rồi. Đây là sai sót của tôi. Trước đây cậu nhờ tôi trong chừng cố vi, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Ông kịp thời khống chế tin đồn, nội chuyện này tôi đã phải cảm ơn rồi, hôm nay tôi đến đây, Chủ yếu là muốn nói về việc của hai giáo viên. Các ông định xử lý người tung tin đồn thế nào? Chuyện này, trường đã đình chỉ dạy với giáo viên, hy vọng sau chuyện này cô ấy biết tự kiểm điểm, không tin lời người ngoài dễ dàng vậy nữa. Còn Hà Vũ, cô ấy là giáo viên trường khác nên để trường đó xử lý, nhưng tôi có nghe nói bên đó cũng đình chỉ cô ta, đợi quyết định cuối cùng. Hiệu trưởng khẩu, qua chuyện này chúng ta đều thấy đây không chỉ là hành động lầm lỡ gì mà còn nói lên cả đạo đức. Là một giáo viên lại biến chất như vậy, sau này ai dám gửi gắm con cái cho giáo viên như vậy dạy đây? Ý tư tổng là Loại người này, hủy tư cách giáo viên không có gì là quá đáng, ông nói có đúng không? Tư sùng chí lạnh lùng nói Thực sự chuyện này trong mắt hiệu trưởng khâu cũng không nặng đến mức phải huy tư cách nhà giáo người ta, nhưng y biết, người đàn ông trước mặt mình nói được làm được, có ngăn cản cũng vô ích chương 21. Thứ hai, Cố Vi đến trường như thường lệ, trường học lúc này không còn mấy lời đồn đại nữa, Cố Vi an nhiên quay lại trường như lúc đầu. Giờ chào cờ, hiệu trưởng lại nhắc lại lần nữa, Vì giáo viên nào đó tung lời đầu ảnh hưởng đến học sinh có thành tích tốt. Nhà trường cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Tuy không nói cụ thể là ai, nhưng mọi người đều hiểu. Sau đó công bố xử lý giáo viên, với hành vi này, sở giáo dục quyết định tước bỏ chức vụ, khiến giáo viên đó mất đi tư cách đứng trên bục giảng. Những giáo viên khác lấy đó làm răng. Tiếng xấu đồng xa, một tin đồn nhỏ truyền đi khắp trường giờ cứ vậy kết thúc, rồi cũng sẽ rất nhanh chìm vào quên lãng. Hay rồi, giáo viên như vậy làm gì có tư cách dạy ai? Lan Khả Nhi thấy xử lý vậy quá đúng đắn, không khỏi vui mừng. Cố Vi lại cảm thấy thương ngữ và Hạ Vũ nên bị phạt, nhưng đến cuối cùng Hạ Vũ vẫn nợ mình một lời xin lỗi bất quá thế giới phức tạp này của người lớn cố vi quyết định không dây dưa nữa về phần cố quốc khánh cô cũng xem như chưa từng có người cha này vậy một tháng sau khi cố vi đang từ từ bước khỏi bóng ma tin đồn thì cố quốc khánh ngược lại sống khổ sở vì chuyện lần trước hạ vũ không còn là giáo viên nữa sau này không cách nào dạy học vì chuyện này bà ta mỗi ngày đều ở nhà phát điên một hạ vũ ôn nhu hòa nhã giờ đổi tính đổi nết hoàn toàn cố quốc khánh cho rằng bà ta bị mất công việc nên nhất thời không thích ứng được mới sinh tính liền nhẫn nhịn qua một thời gian mong mọi chuyện sẽ tốt hơn vốn có ý tốt đề nghị bà ta thử bán quần áo lại bị ăn mắng tôi bị mất việc đã đủ nhục nhã rồi còn đi bán quần áo tôi có mặt mũi nào mà nhìn người ta bán quần áo thì có gì mà mất mặt còn kiếm nhiều tiền hơn nghề giáo đấy cố quốc khánh biết bà ta xưa nay không xem nghề buôn bán ra gì nhưng bà ta đã lấy chồng buôn bán lẽ nào không thể thuận chồng một chút sao thế mà cũng sao được tôi là dân trí thức hạ vũ điên tiết bà ta càng ở nhà càng khó chịu cảm thấy bản thân vô dụng cảm thấy cố quốc khánh càng vô dụng càng cảm thấy hận hai mẹ con kia cố quốc khánh thật sự muốn đáp lại bà nhìn bà lúc này giống dân trí thức sao bất quá ông ta nghĩ rồi không dám nói sợ làm bà ta nổi điên ngoài việc ở nhà bị hạ vũ nổi giận vô cớ tiệm của cố quốc khánh gần đây làm ăn cũng không đâu vào đâu tiệm áo quần phía đông cư nhiên bị thu mua còn là do một công ty bên ngoài nghe đâu tận bắc kinh người đứng đầu cũng rất đáng gờm vốn đã thương lượng xong với ông chủ là không bán cho người ngoài không biết ông ta được lợi nhuận gì cao lắm cư nhiên vui vẻ bán đi có hai ba tiệm lúc đầu đảm bảo sẽ không bán nhưng cuối cùng vẫn bán đi kỳ thực mọi người bán tiệm vui vẻ như vậy là bởi vì gần đây đang xây một trung tâm thương mại lớn vừa bán buôn vừa giải trí nghe rất hợp lý những người bán tiệm đi chủ yếu là để vào đó mở tiệm cố quốc khánh cũng thấy vội theo hắn vừa muốn chờ để bán đi với giá tốt vừa muốn vào trung tâm đó chiếm một vị trí tốt thật sự tiến thoái lưỡng nan nhưng vấn đề lớn nhất là công ty kia vẫn chưa liên lạc gì với lão những chủ tiệm khác muốn bán đều bán ra dễ dàng lẽ nào công ty đó lại quên mất tiệm của y cố quốc khánh vốn muốn trở thành bên ra điều kiện cuối cùng lại trở thành bên bị động mãi không đợi được người cố quốc khánh ngồi không yên tự mình đi tìm người hỏi qua mấy chủ tiệm khác được phương thức liên lạc tìm được một người tên là kỳ đông nghe nói là người phụ trách công ty kia chưa tìm ông đàm phán không thể nào nơi này chúng tôi cho làm giao dịch hết rồi kỳ đông cũng rất ngạc nhiên tìm tài liệu cả ngày trời quả nhiên có một tiệm chưa đàm phán ông đã đến đây rồi vậy trực tiếp bàn giá luôn tóc chiến tóc thắng lúc nói câu này kỳ đông có vẻ cũng rất vội vàng cố quốc khánh gật đầu vui vẻ báo tôi không cần nhiều một mét hai nghìn tệ lúc mua là một mét ba trăm giờ bán hai nghìn y cũng kiếm lời lớn rồi kỳ đông cười nhạt những chủ tiệm khác bán có một nghìn năm trăm y đòi tận hai nghìn tuy trong lòng ghét bỏ nhưng bên ngoài vẫn vui vẻ chuyện này không thành vấn đề hai nghìn thì hai nghìn. Lát nữa tôi báo cáo xong sẽ làm thủ tục với ông. Bất quá trì hoãn đến hiện tại, bên tôi đã sắp thi công rồi, ông vẫn nên chuẩn bị tiệm mới đi là vừa. Nếu không bên chúng tôi thi công sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của tiệm ông. Cố quốc khánh nghe hai nghìn tệ được đồng ý nhanh vậy liền hối hận, biết vậy đòi hai nghìn năm trăm. Càng nghĩ càng buồn, may mà lão vẫn bán được giá hơn chủ mấy tiệm kia. Hai người ký hợp đồng xong, cố quốc khánh cũng xem như trút đi một gánh nặng vội vàng đi chuẩn bị tiệm mới trong tay y còn một khoản tiền nhưng nếu muốn mua tiệm mới chắc chắn không đủ nhưng nếu đợi cho đến khi làm xong thủ tục với kỳ đông lão ta lại sợ tiệm mới sẽ không còn nữa về nhà thương lượng với hạ vũ lại bị ả à mắng cho một trận chửi yên muôn người sao không đòi lên ba nghìn bất quá nghe cố quốc khánh nói muốn lấy tiền mua tiệm mới ả à lại do dự dù gì tiền hai người cộng lại cũng không đủ mua tiệm mới cứ đợi bán xong tiệm cũ đã đi rồi mua tiệm mới cũng không muộn mà. Hạ Vũ không phải dân làm ăn đương nhiên không hiểu thương trường. Cả dãy tiệm ai ai cũng mua tiệm mới rồi, đợi đến lúc đó e là cửa tiệm cũng không có mà mua. Cố Quốc Khánh lại đi tìm Kỳ Đông, hỏi hắn có thể ứng tiền trước được không? Kỳ Đông cũng rất khó xử, nói chuyện này chỉ là hắn nói miệng chứ chưa có chứng từ gì, phải đợi ký kết xong mới dám giao tiền. Cố Quốc Khánh đi một vòng trung tâm, phát hiện đã có mấy tiệm được bán đi rồi, còn có mấy vị trí đang được chọn, y liền thấy như có lửa dưới chân. Không thương lượng với Hạ Vũ nữa, y tự mình đi mượn tiền bạn, nhưng bạn thì cũng nhất thời chẳng kiếm đâu ra được số tiền đó, nhưng cũng là người trượng nghĩa, không nói nhiều lời đã đi nơi khác vay 50 vạn giúp Cố Quốc Khánh. Cố Quốc Khánh mua tiệm mới xong, cuối cùng cũng an tâm rồi. Đang chuẩn bị chuyển tiệm, không ngờ Kỳ Đông gọi điện tới như sét đánh bên tai, cấp trên không chịu phê cố quốc khánh đơ người, cái gì là không chịu phê. Y cũng mượn tiền rồi, cũng mua tiệm mới rồi, bên đó nói không phê thì Y không thể làm được gì. Sao lại không phê? Tại đắt quá. Nhưng lúc đó anh nói với tôi anh cũng không chê đắt mà. Cố quốc khánh như muốn bốc hỏa, Y muốn đấm kỳ đông một phát ngay lập tức. Thì tôi không chê, nhưng tôi cũng nói là chuyện này còn đợi cấp trên phê duyệt mà. Kỳ Đông nhẫn nại giải thích nhưng lúc đó chúng ta ký rồi mà. Kỳ đông lật tờ ký kết ra, chỉ vào dòng chữ, đây chỉ nói tôi có trách nhiệm đưa thỏa hiệp cho song phương, không nói là hợp đồng chính thức. Cố quốc khánh nghe xong ngay ngốc cả người. Nửa ngày không tỉnh táo lại, cảm giác như bị lừa, nhưng nghĩ đến lúc hai người làm việc với nhau, đối phương cũng không nói lời nào lừa y, hình như không nói gì sai. Vậy không cần hai nghìn, một nghìn năm trăm cũng được, không kiếm hời được thì cũng giống mấy chủ tiệm khác, không mất mát gì không ngờ kỳ đông lắc đầu tàn nhẫn nói vì việc thu mua đã kết thúc công ty sẽ không ra giá cao để mua tiệm của ông nữa nếu ông muốn bán thật sự thì để giá gốc cho chúng tôi chúng tôi sẽ xem xét cái gì tôi điên sao mà để lại giá gốc cho các người nói đến đây cố quốc khánh điên lên rời đi kỳ đông thở ra cảm thấy chiêu này của ông chủ quá thốn rồi cố quốc khánh cảm thấy như trời sắp sập tiệm mới cũng là mượn tiền để mua giờ tiệm cũ không bán được vì tiệm áo quần bên cạnh đã dời đi tiệm cũ của y như dựng giữa đảo hoang không ai thèm để ý đến càng đau hơn là người bạn kia còn đến đòi tiền còn nói với ông tiền này là vay nặng lãi nếu trong tuần này không trả thì sẽ nợ ngập đầu ngay tận thế chắc cũng chỉ đến thế này là cùng cố quốc khánh buồn bã quay về nhà tìm hạ vũ nói hết sự tình với bà ta liền bị mắng đến nửa ngày sau đó hai người liền ngồi nghĩ cách đành bán tiệm mới đi không kiếm được tiền ngược lại còn trắng tay còn chút tiền tiết kiệm của hạ vũ cùng đành trả nợ cho bên vay nặng lãi hạ vũ đưa ra chủ ý nếu đối phương đã không mua y liền không bán kiên trì đến cùng sau này bên kia xây mới bọn họ cũng ké chút nhân khí cố quốc khánh nghe vậy thấy rất có lý cố quốc khánh bên kia bi thảm bao nhiêu dịp duệ bên này lại vui sướng bấy nhiêu vì bà bỗng dưng trở thành cổ đông thứ hai của trung tâm lớn nhất thành phố C này. Khoan chưa nói đến chuyện trung tâm chưa mở, riêng cái danh xưng cổ đông thứ hai cũng khiến người ta cảm thấy núi cao còn có núi cao hơn. Lần này dịp Huệ bỏ ra bao nhiêu tiền mới có thể làm cổ đông, nói ra chắc dọa chết người, chỉ có một vạn năm tệ mà thôi. Thực ra theo lời tư sùng chính, mấy trăm tệ cũng xem như là đầu tư rồi, nhưng dịp Huệ không phải là người thích chiếm tiện nghi được bao nhiêu tiền tích góp trong nhà đều đem ra chỉ còn lại tiền sinh hoạt phí còn tại sao tư sùng chí lại để dịp huệ đầu tư thì cũng có nguyên nhân tư sùng chí không phải người ở đây lại muốn thành phố này mở trung tâm đương nhiên có không ít rắc rối nếu người đại diện có hộ khẩu địa phương thì sẽ dễ dàng hơn nhiều mà có thể khiến tư sùng chí tin tưởng cũng chỉ có dịp huệ ban đầu dịp huệ còn do dự bà chỉ biết tư sùng chí có tiền nhưng không hiểu rõ hắn từ đầu tới cuối nhưng dưới đủ kiểu thuyết phục của Tư Sùng Chí và ủng hộ của Cố Vi Diệp Huệ cuối cùng cũng đồng ý lấy ra một vạn năm tệ trở thành cổ đông thứ hai mà bà cũng không ngờ là một trung tâm lớn như vậy chỉ có hai cô đông nhưng cuối tuần Cố Vi còn ở nhà Tư Sùng Chính dẫn bà đi xem trung tâm đang trong quá trình hoàn thiện là cổ đông thứ hai Diệp Huệ hoàn toàn có quyền thị sát tiến độ của trung tâm kỳ thực lúc Tư Sùng Chí nói đến Vinh nghiệp Đại lâu dịp huệ đã biết là ở đâu bà còn cùng cố quốc khánh bán áo quần cả chục năm ở đó có thể mua được một cửa tiệm có vị trí đẹp như vinh nghiệp đại lâu cố quốc khánh quả nhiên là người có bản lĩnh kết quả vừa đến nơi đập vào mắt chính là tiệm phục trang nằm trơ trọi của cố quốc khánh chuyện này là thế nào sao họ vẫn ở đó dịp huệ thắc mắc tư cùng chính rất vô tội đáp đó là hộ bị cưỡng chế lúc thu mua họ không bán sau đó lại đòi bán với giá cao đàm phán không thành chỉ đành để vậy không quản nữa vừa nhìn thấy mấy chữ tiệm áo quần quốc khánh diệp huệ hận đến nghiến răng lão già cố quốc khánh đúng là không có liêm sĩ cố vi nghĩ đến tối ông đến tìm hai mẹ con liền không thèm liếc mắt nhìn cửa tiệm một cái vậy cũng không phải là cách a à, cũng không thể để họ ở đó mãi ảnh hưởng mỹ quan trung tâm diệp huệ không hổ là thương nhân đã thực sự đảm nhiệm tốt vai trò quản lý trung tâm rồi sắp phải sơn tường bên ngoài rồi đến lúc đó mấy tiệm này đều phải lấy bạc chắn lại chẳng lâu như vậy bọn họ chắc sẽ chuyển đi thôi chuyện này tư sùng chí đã nghĩ cả rồi hắn không vội đuổi bọn họ mà chuẩn bị chà đạp từ từ dám bắt nạt vợ hắn quả thực là chán sống rồi dịp huệ yên tâm gật đầu mấy người bọn họ đi thăm công trường buộc phải đi qua cửa tiệm áo quần kia Cố quốc khánh giật mình nhìn thấy mẹ con Diệp Huệ trong đoàn người, nổi trận lôi đình lao tới. Mụ đàn bà xấu xa này, cư nhiên dám đến đây, đấy cười nhạo tôi đúng không, tin tôi xử đẹp bà không? Bị mắng ngay giữa đường, Diệp Huệ nổi giận, cố quốc khánh ông đúng là chó điên rồi. Hai người tiến vào trạng thái dương cung bạc kiếm, tư sùng chí bước đến, ngăn giữa hai người, nói với cố quốc khánh. Vì đại thúc này, cô Diệp đây là cổ đông của công ty hôm nay đến xem tiến độ của trung tâm, chú có vấn đề gì không hài lòng, vui lòng liên hệ với nghiệp vụ viên kỳ đông của bên tôi. Nghe được lời này của hắn, cố quốc khánh như nghe phải tiếng ngoài hành tinh, sao Diệp Huệ lại thành cổ đông của công ty họ rồi. Còn đến thì sát tiến độ. Bà ta xuất thân nông thôn, chỉ là một thôn phụ chưa học xong tiểu học thôi mà. Từ khi nào mà lợi hại vậy rồi? Đây còn là người phụ nữ ông quen không? Đầu cố quốc khánh như muốn nổ tung, mọi chuyện là sao đây cố quốc khánh nghe rõ chưa ông căn bản không có tư cách nói chuyện với tôi có vấn đề gì cứ tìm nghiệp vụ viên kỳ đông đi lời vừa dứt bà kéo tay cố vi ưỡn ngực đi thẳng bộ dáng đó chính là nữ vương điện hạ ngạo nghễ vô cùng kỳ đông tội nghiệp nằm không cũng trúng đạn từ trợ lý đổng sự trưởng đã biến thành nghiệp vụ viên mà cố quốc khánh lúc này hoàn toàn đơn người rồi Hôm nay Hà Vũ vừa hay đến tiệm lấy đồ, thấy được màn này, lại nghe hết cuộc đối thoại liền kinh hãi, liền sau đó mắng Cố Quốc Khánh, ông ngu sao? Nếu đã là mẹ con nhà đó, còn không mau đòi họ mua lại tiệm, còn kéo dài nữa, chúng ta chỉ còn nước cạp đất mà ăn. Tôi không đi, muốn đi bà đi đi. Cố Quốc Khánh đáp lại bà ta, chợt nhận ra bản thân không còn mặt mũi mà đi gặp mẹ con họ nữa. Hà Vũ vẫn không buông tha chạy theo vào tiệm dùng đủ loại chửi khó nghe mắng y, cố quốc khánh nhịn không được nữa, đưa tay tác bà ta một tác, cú tác khiến ả nôi điên, ném gạt tàn về phía cố quốc khánh. Một đôi vợ chồng mới ân ái mặn nồng đó, giờ đối diện khó khăn, liền tổn thương lẫn nhau. Một đời còn dài, bọn họ làm sao tiếp tục được đây? Không đối tốt với người ta, sao có thể bắt người ta đối tốt với mình? Trung tâm đang trang trí, Diệp Huệ và Cố Vi cũng không quay lại xem nữa vì ghét phải chạm mặt cố quốc khánh. Cho đến một ngày, Tư Sùng Chí nói với họ, cố quốc khánh đã bán lại tiệm với giá gốc rồi, sau đó vội vã chuyển đi, mà hình như cũng ly hôn với Hạ Vũ rồi. Diệp Huệ nghe xong, cười nhạt. Loại tình cảm vụn trộm thì được bao lâu, cố quốc khánh xem như là nhận lấy quả báo. Mà cố vi và Diệp Huệ lại không biết. Cố quốc khánh gặp phải chuyện này đều do tư sùng chính đứng sau thao túng. Không còn người đáng ghét, không còn chuyện phiền phức, ngày cứ thế nhẹ nhàng rồi, bất tri bất giác, cố vi đã vượt qua kỳ thi đầu tiên, bài vở xưa nay chưa từng làm khó được cô, người ta ôn bài sức đầu mẹ tráng, cô cư nhiên an nhàn, lâu lâu còn đi mượn sách đọc. Kỳ thi trôi qua, Lan Khả Nhi đón sinh nhật 16 tuổi, cô sớm đã bắt loa thông báo khắp cả lớp, mời bạn học nữ đến nhà ăn mừng. Thời kỳ này, tình bạn nam nữ còn tương đối thận trọng, nên cô không mời bạn học nam lan khả nhi vốn thông minh hoạt bát thành tích học tập cũng tốt bình thường phóng khoáng còn hay mang đồ ăn vặt ở bắc kinh đến chia cho cả lớp nên rất được lòng các bạn vì thế mọi người đều vui vẻ đồng ý đến dự tiệc anh tớ mấy ngày này về lại bắc kinh rồi nên tuần này tớ ở nhà một mình thứ bảy tuần này mọi người cứ đến nhà tớ tối xem phim xuyên đêm tớ thu nhiều bộ lắm đều là phim hồng kông lan khả nhi không ngừng liệt kê những thứ tốt đẹp khi đến nhà mình Bất ngờ mọi người hỏi Lan Khả Nhi, Cố Vi cũng đi chứ. Cậu ấy không cần hỏi, đương nhiên là đi, không đi tớ khóc cho cậu ấy xem. Lan Khả Nhi vừa nói xong sau đó bị Cố Vi liếc mắt. Cố Vi bây giờ lâu lâu lại đến nhà cô ngồi một lúc, đa phần là vì Lan Khả Nhi sống chết ép cô đến, một phần nữa là vì cô muốn đến đọc sách. Thư phòng tầng 2, tuyệt đối là nơi hấp dẫn cô nhất, nhưng đa phần là đến mượn sách về đọc. Có thể lâu lâu gặp tư sùng chí, đương nhiên không nhiều hắn thường ở bắc kinh chỉ thỉnh thoảng đến kiểm tra tiến độ trung tâm tư sùng chính để dịp huệ đặt tên cho trung tâm dịp huệ nghĩ hồi lâu mới nghĩ mấy tên như như ý các tường nhưng cuối cùng vẫn quyết định đặt là vi vi theo lời tư sùng chí trung tâm bán đồ gia dụng vốn nên đặt tên riêng nên lấy một cái tên thân thiết là được sau đó dịp huệ liền lấy tên con gái không ngờ tư sùng chí lập tức đồng ý cố vi cảm thấy ngại không nói nên lời luôn sau đó cô có hỏi lan khả nhi tư sùng chí rốt cục là kinh doanh cái gì là bán đồ điện sao lan khả nhi đáp tư gia đúng là bán đồ điện nhưng sau tư sùng chí kế nghiệp thì dần dần thay đổi biến thành kinh doanh các loại điện tử sau khi cố viên nghe xong cũng chỉ hiểu một nửa sau đó cô lại đến tư gia mượn sách đa số sách đều có liên quan đến điện tử chuyện tư sùng chính cô không muốn biết một hiểu nữa cô càng muốn hiểu rõ hơn con người này bao gồm cả sự nghiệp của hắn mà cuối tuần này hắn vẫn không có nhà cuối tuần lúc về nhà cố vi có chút buồn phiền nếu đã là sinh nhật khả nhi đương nhiên phải có quà muốn đi đến tiệm bán đồ lưu niệm lại có chút xa dịp huệ biết cô vì chuyện này mà suy nghĩ liền nói lễ nhẹ tình thâm con tự tay làm quà tặng con bé con bé chắc chắn sẽ thích làm gì ạ à? không phải trước đây con từng tết lắc tay sao mẹ thấy cũng đẹp lắm nhà có dây đó sao con không tết lại tặng con bé cố vi đứng dậy tìm dây trong hộp quả nhiên có dây đủ loại màu vậy tết lắc tay thôi cuối cùng cô tết hai sợi lắc một sợi nhiều màu tặng cho khả nhi còn một sợi đỏ thuần cô cất vào túi áo muốn tặng người kia chiều thứ bảy lan khả nhi sớm đã đến tìm cố vi đạp chiếc xe leo núi thời thượng lần trước đến cửa tiệm dịp huệ thấy cô gian nắng đỏ cả mặt đau lòng nói trời nắng thế này sao lại đến tầm này lan khả nhi cười nói dì tuệ lát nữa chúng con đi lấy bánh ga tô bánh ga tô là mốt mới hả dì con chưa ăn qua đợi đến lúc đó con đem về cho dì thử lan khả nhi quan tâm nói thôi không cần không cần muốn thì lần sau dì tự đi mua nghe nói mấy đứa sẽ xem phim xuyên đêm à nhưng đừng có chơi mệt quá nghe không buồn ngủ thì cứ ngủ con biết rồi con biết rồi con sẽ chăm sóc tiểu vi dì huệ cứ yên tâm trưa nay dì có làm mấy món điểm tâm hai đứa cầm đi lát nữa đưa cho bạn học cùng ăn nghe nói có đồ ăn giọng lan khả nhi vui hẳn lên dì huệ là tốt nhất cố vi dắt xe đạp ra là chiếc xe mới cô vừa tự mua vì là xe mới sợ bỏ trước cửa tiệm bị lấy mất nên dịp huệ để một chỗ trống bỏ xe đạp tuy lúc đi phải dắt ra dắt vào có bất tiện nhưng an toàn vẫn hơn thấy cố vi đã dắt xe ra cửa dịp huệ vội vào bếp lấy đồ ăn đưa cho lan khả nhi lan khả nhi vui vẻ cảm ơn gì huệ liền đó mang theo điểm tâm đạp đi dịp huệ còn nói với theo đừng có thức trắng đấy buồn ngủ là phải ngủ biết rồi ạ à cố vi đáp lời bà rồi đạp xe đi cùng lan khả nhi vì bánh ngọt không ở khu mới đạp đến tiệm bánh tốn đến nửa tiếng nên hai người vòng vòng một hồi lúc đến tư gia đã là bữa tối tư gia có một quản gia mới là một dì tương đối đầy đặn khả nhi gọi là dì lưu cố vi có đến mấy lần cũng lễ phép gọi bà là dì lưu từ sau khi dịp huệ thành cổ đông trung tâm điện khí cố vi bất giác cảm thấy mình và tư gia thân thiết hơn sang nhà này cũng có cảm giác tự tại hơn đương nhiên cũng là do người nhà họ tư nhiệt tình ai da hai vị mỹ nữ về rồi ngoài trời tối luôn rồi kìa dì lưu ăn cơm được chưa tụi con đói lắm rồi lan khả nhi làm nũng cố vi vẫn theo lệ thường chào hỏi dì lưu dì lưu đẩy khả nhi ra giả bộ ghét bỏ con quỷ nghịch ngợm này con xem tiểu vi nhà người ta dì lưu vừa nói vừa đưa tay kéo tay cố vi khuôn mặt yêu thương tiểu vi à hai tuần này không thấy con lại đẹp hơn rồi ai da sao có thể khiến người ta ưng vậy không biết cố vi bị dì lưu nhiệt tình kéo tay có chút ngại muốn rút tay lại nhưng sợ thất lễ chỉ đành cứng người đứng đó may mà khả nhi kịp thời giải vây ai da dì lưu chúng con đều đói lắm rồi dì thương thì cho chúng con bát cơm đi dì lưu bị kéo đi dậm chân con bé này có ai ăn nói như con không sau đó liền cười nói với cố vi tiểu vi con đợi một lát dì lưu đi dọn cơm cho con đây là lần đầu tiên cố vi ăn cơm ở tư gia trước đây có mấy lần được giữ lại ăn cơm nhưng cô đều từ chối dì lưu nói là làm quả nhiên bày nguyên một mâm cơm toàn những món ngon khiến người khác phải thèm nhỏ giải dì lưu dì thể hiện hết tài nghệ nấu ăn cả đời trong bữa cơm này sao nhiều đồ ăn ngon như vậy cơm bình thường mà so với cái này có khác nào cho chó ăn không Lan Khả Nhi lấy đủ gấp thịt đầy bát. Không có nhé, vì bình thường là cho heo ăn, đương nhiên là cơm cho heo. Hôm nay có quý nhân đến, đương nhiên phải khác. Lan Khả Nhi cạn lời, đành viện cứu binh, tiểu vi, cậu phải đến đây ăn hàng ngày, có thế tớ mới được ăn ngon. Cố vi nhìn bàn toàn những món đặc sắc, cảm giác thực muốn ăn, thật ra Diệp Huệ làm cơm cũng rất ngon, nhưng cũng chỉ là kiểu đồ ăn thường thấy trong gia đình. Còn cơm của dì Lưu là được nấu bởi đầu bếp hẳn hoi, từng món đều có công thức, trình tự tỉ mỉ, đương nhiên không giống cơm nhà. Tiểu Vi, thử món này đi, không ngán đâu. Dì Lưu gấp thức ăn cho cô. Còn đây là tôm hùm, nhìn bình thường vậy thôi chứ ngon lắm. Cố Vi nháy mắt nhìn bát chất đống đồ ăn, nói, dì Lưu, để cháu tự gấp cũng được. Được được, vậy cháu cứ thử đi, thử từng món đấy nhé, thích món nào thì nói, lần sau gì lại làm cho. Ngữ khí hiền hòa, nói như thể cô sẽ thường đến ăn vậy. Lan Khả Nhi bị Mỹ thực lấy mất hồn, không đến xỉa đến ai nữa, chỉ chuyên tâm ăn cơm. Cơm nước xong xuôi vừa lúc bạn học đến, thực ra cũng không quá nhiều người, đều là những người gần nhà, thêm cố vi tổng cộng có 7 người. Những bạn học khác đều là lần đầu đến tư gia, từ lúc bước vào vườn đã không ngừng kinh ngạc, cho đến khi tiến vào phòng khách, nhìn chùm đèn khổng lồ cả người đều ngây ngốc. Khả Nhi, hóa ra nhà cậu giàu vậy. Một bạn học cảm thán. Khả Nhi nheo nheo mắt, là anh họ tớ giàu. Nếu là thời cổ đại, anh em họ các cậu có thể thành hôn đấy. Một bạn học khác nói đùa. Này này này, đã là thời đại nào rồi? Đừng nói bậy nữa, muốn ăn bánh gato trước hay ăn vặt trước. Sao lại toàn đồ ăn thế này, tụi tớ vừa ăn cơm xong. Mỗi người một câu, cả nhà nhộn nhịp hẳn lên cố vi vốn đang đọc sách bị ồn đến nhất ốc đành bỏ sách xuống sau khi chào hỏi xong lại quay lại thư phòng tầng 2. cố vi lạnh lùng thật đấy bình thường không nói chuyện với ai một người lên tiếng lan khả nhi châu mày biểu môi tiểu vi là bạn tốt của tớ không cho các cậu bàn tán cậu ấy tuy cậu ấy lạnh lùng nhưng bình thường các cậu hỏi bài cậu ấy cũng chưa từng từ chối a à. vậy cũng đúng lúc tớ hỏi bài cậu ấy còn giải thích rất cặn kẽ nói vậy, bạn cố vi là kiểu người ngoài lành trong nóng hả? Lan Khả Nhi đập tay, chuyển chủ đề, nếu mọi người đã không muốn ăn, vậy chúng ta xem phim đi, hay đánh tú lơ khơ. Cố vi một mình ở thư phòng, tận hưởng sự yên tĩnh, đến tận 9 giờ mới bị Khả Nhi gọi xuống ăn bánh sinh nhật mỗi người đều chuẩn bị một món quà, cố vi tặng lắc tay cho cô, Khả Nhi rất vui, lập tức đeo lên tay. Sau đó mọi người vừa ăn bánh vừa xem phim, xem phim Châu Tình Trì cười đến ngay ngất cố vi xem một hồi thấy vẫn thích đọc sách hơn nên đứng dậy lên lầu không ngờ lan khả nhi cũng đi theo cậu không ngồi cùng các bạn à đương nhiên có tớ là muốn nói với cậu cậu có thể cầm sách về phòng đọc đọc mệt thì ngủ trong phòng có phòng tắm cậu có thể tắm luôn còn có đồ ngủ của tớ lan khả nhi kéo tay cô dắt vào căn phòng trong mơ từ sau lần đầu nhìn thấy nó cố vi chưa vào lại lần nào không phải không thích mà là quá thích, cô sợ nhìn nhiều, sẽ ghen tị. Bây giờ ý Khả Nhi là, đây là phòng dành cho cô. Vậy không hay lắm đâu. Có gì mà không hay? Vốn chính là. Tóm lại cậu cứ yên tâm ngủ đây đi ha. Lan Khả Nhi bật đèn lên, ánh sáng chiếu rọi cả căn phòng, thế giới màu tím hiện lên, trước mắt cô. Vậy các bạn khác thì sao? Bọn tớ thức xuyên đêm mà, nếu có ngủ thì tầng 2 vẫn còn phòng cho khách vậy được cảm ơn cậu lan khả nhi phất tay chuẩn bị bước xuống lại quay lại nếu đói thì xuống lầu tìm đồ ăn được rồi cửa phòng đóng lại căn phòng rộng lớn chỉ còn mình cô cố vi đi đến bên giường muốn học theo khả nhi lặn lộn trên giường bày tỏ niềm yêu thích nhưng cuối cùng cô chỉ ngồi lên mà thôi sau đó cô đem quyển sách ban nãy mới đọc một nửa vào phòng yên lặng đọc sách lúc tư sùng chí về đến nhà đã là nửa đêm lan khả nhi và bạn học đều đã ngủ dì lưu làm thức ăn đêm cho hắn tiểu vi có đến không có tối nay còn ăn cơm nữa bây giờ đang nghỉ ở lầu hai mấy món cậu chọn con bé đều thích ăn tư sùng chí gật đầu ý đã biết sau đó để dì lưu đi nghỉ ăn xong tư sùng chí mệt mỏi lên lầu lúc đi ngang qua lầu hai bước chân do dư biểu tình trầm mặc nội tâm tranh đấu đi nhìn cô ấy một lát thôi nhìn qua rồi đi Cuối cùng, tình cảm đã chiến thắng lý trí, hắn rón rén bước đến phòng cố vi. Cửa không khóa, nhẹ xoay nắm cửa, phòng không có ánh đèn nhưng ánh trăng xuyên qua cửa phòng hắt nhẹ lên người đang ngủ say. Không mặt xinh đẹp nhưng không giống thật, cứ như tiên tử trong thần thoại. Tư sùng chí nhẹ nhàng ngắm nhìn, nhìn không được quỳ gối xuống bên giường, cảm xúc dạt dào. Đây là người hắn yêu từ kiếp trước, lúc này vẫn chưa thuộc về hắn, khát khao từ nội tâm đã sắp vỡ hòa, hắn thú nhận mình không cách nào đợi nổi hai năm nữa. Tình cảm không khống chế được, hắn nhẹ hôn lên trán cô, tuy chỉ tiếp xúc thật nhẹ nhưng mật ngọt cứ trào dân. Lúc hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, người đáng ra còn ngủ say trên giường lại gọi hắn. Tư sùng chí. Tư sùng chí khẽ rung lên, đứng im bất động, cũng không dám xoay người lại nhìn cô. Cuối cùng vẫn là cố vi xuống giường, đến trước mặt hắn, gỡ tay hắn ra, đặt vào lòng bàn tay một sợi dây tặng anh. Cố vi bình tĩnh nói. Tư sùng chí mở to hai mắt, tặng anh. Ừm, anh biết đeo nó chứ? Cố vi hỏi hắn. Anh không biết, em giúp anh đeo đi. Hắn đột nhiên sáng dạ hẳn. Cố vi không phản kháng, cúi đầu giúp hắn đeo. Sau khi đeo giúp hắn xong, hai người trầm mặt một hồi, sau đó là âm thanh trầm thấp của tư sùng chí, hai năm sau, sinh nhật em, anh có thể tặng em nhẫn không? Cố Viên ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt lấp lánh lóe lên sự kiên định, anh có thể tặng, nhưng em chưa chắc sẽ nhận. Tập truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để đồng hành cùng Radio Ngôn Tình. Nếu những khoảnh khắc qua từng chương truyện ngày hôm nay đã chạm đến trái tim bạn, đừng ngần ngại chia sẻ yêu thương bằng một cú nhấn like, share và đăng ký kênh để luôn được cập nhật những câu chuyện mới mỗi ngày và đừng quên khám phá thêm nhiều bộ truyện hấp dẫn khác trong danh sách phát của chúng tôi chúc quý vị và các bạn ngày mới tràn đầy niềm vui và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nơi những câu chuyện tình yêu lại tiếp tục được kể